Đó, tất cả là bốn mục tiêu. Thì anh thấy rằng là cái mục tiêu một, em ấy là giúp các em giải thích những cái vấn đề rất là quan trọng trên lâm sàng. Cái cơ chế bình sinh và giải phẫu bệnh của lao phổi là những cái vấn đề em cần nắm rõ, bởi vì cái đó sẽ giúp cho các em hiểu rõ về mặt sinh mệnh học, nó sẽ hiểu rõ về mặt triệu chứng, về các xét nghiệm cần lâm sàng. Cái mục tiêu số 2 là cái mục tiêu mà nó phân tích cho các em là được các cái đặc điểm các triệu chứng, rồi các em sẽ tập hợp được các thành các cái hội chứng. Và đây là một cái rất là quan trọng, bởi vì những cái này nó sẽ giúp cho em đưa đến những cái nhận định quan trọng về khi mà khám lâm sàng. Hai cái cần lâm sàng quan trọng mà thầy sẽ trình bày trong cái phần giảng ngày hôm nay đó là xét nghiệm đờm và chẩn đoán hình ảnh. Mục tiêu 3 là cái mục tiêu các em mình cần lưu ý này. Đây là một mục tiêu mà các em sẽ thấy rằng sự đa dạng, rất là đa dạng về các thể lâm sàng của lá phổi, nó không hề đơn giản một chút nào cả. Chúng ta thì cần dùng linh hoạt trong thực hành lâm sàng vì cái tính đa dạng của các cái thể bệnh, và các em sẽ nêu cho được các cái biến chứng thường gặp, chẩn đoán và xử trí được các biến chứng đó. Đương nhiên rằng là có rất nhiều các biến chứng, nhưng mà các em để ý rằng là bộ môn sẽ giúp cho các em có ba cái biến chứng em cần phải nắm, bởi vì nó thường gặp. Thì lần lượt trong cái slide giảng tiếp theo thì thầy sẽ nói. Mục tiêu 4 là các em, đây là một mục tiêu quan trọng nhất, bởi vì các em sẽ vận dụng các cái tiêu chuẩn chẩn đoán. Thì hiện nay chúng ta hay sử dụng tiêu chuẩn chẩn đoán của chương trình chẩn đoán quốc gia, cho nên là các em cần phải nắm vững và vận dụng trong thực hành lâm sàng của các cái tiêu chuẩn chẩn đoán này. Chúng ta tiếp em ấy. Như vậy thì đi vào cái phần đầu thì chúng ta cũng phải lưu ý có ba cái nội dung quan trọng. Cái việc răng vi khuẩn láo thì có thể gây bệnh kỳ cơ quan nào trong cơ thể, nó có thể ở phổi hoặc ở vị trí khác ở ngoài phổi, cho nên chúng ta có cả cái thể lá phổi và lá ngoài phổi. Nhưng mà các em thấy rằng trong thực tế người ta thống kê thì về mặt lá phổi thì vẫn là chiếm tỷ lệ cao hơn lá ngoài phổi. Tỷ lệ lá phổi nó chiếm đến 80 đến 85% các trường hợp. Và điều này các em có hiểu vì sao không ạ? Suy nghĩ một chút và sau đó thì trả lời. Vì sao lao phổi lại là thường gặp hơn lao ngoài phổi? Lập trường có thể đại diện lớp và trả lời xem thử. Dạ em nghe. Dạ Giả thích trước em đây lớp là trưởng kiểu Y5G. ở lá phổi, Y5G, lá phổi thì nó thường gặp hơn lá ngoài phổi. Em thử giải thích xem cái thử. Dạ thầy, là em xin trả lời là thứ nhất là em nghĩ là tại vì vi khuẩn là lao phổi là một loại vi khuẩn hiếu khí, cho nên là nó sẽ tập trung vào những nơi có nồng độ oxy cao. Và thứ hai là vì đường lên đường đường lây của lao vi khuẩn này chủ yếu là qua cái hô hấp. Và khi khi bệnh nhân hắt hơi hay là nói to thì chủ yếu là lan tràn qua đường không khí, cho nên là em nghĩ là đó là những yếu tố chính là khiến cho việc các vi khuẩn đó đi đi vào đường hô hấp và tập trung ở phổi gây lao phổi là chiếm số lượng nhiều nhất trong các thể bệnh lao. Cảm ơn em. Em tắt bên kia thầy sẽ nói. Như vậy thì em sẽ thấy rằng là cái ý đầu tiên mà em giải thích đó là do cái đặc điểm của vi khuẩn lao. Thì vi khuẩn lao là vi khuẩn hiếu khí. Cái hiếu khí ở đây á có nghĩa là sự tăng trưởng phát triển của vi khuẩn thì rất cần oxy, đúng không? Và em để ý rằng là cái PO2, tức là áp suất riêng phần oxy ở phổi, thì em sẽ thấy rằng so với các cái vị trí khác ngoài phổi thì PO2 ở phổi nó sẽ cao hơn. Và một cái đặc điểm em trình bày cũng rất là tốt, đó là cái đường lây phổ biến của vi khuẩn lao là lây theo đường hô hấp, cho nên cái vị trí nó đến rất là dễ, đó là ở phổi.
Và đó là những cái lý do mà chúng ta thấy có thể cơ bản để giải thích vì sao lao phổi lại là thường gặp hơn là lao ngoài phổi. Nhưng mà nếu trong cái tình hình hiện nay HIV thì điều đó nó sẽ không phù hợp lắm. Bởi vì lao ngoài phổi trên đối tượng nhiễm HIV thì xu hướng nó sẽ bắt đầu cao hơn. Và cái tỷ lệ lao ngoài phổi ở đối tượng nhiễm HIV thì nó lại chiếm ưu thế. Chúng ta phải chú ý điều đó. Chúng ta tiếp theo là xét nghiệm đờm bằng phương pháp xoay kính. Thì khi cho kết quả nó dương tính thì các em thấy rằng là trong cái mẫu bệnh phẩm chúng ta phải có một yêu cầu rất là quan trọng. Bởi vì cái mẫu bệnh phẩm nó như thế nào thì kết quả trả lời bằng phương pháp xoay kính nó mới dương tính. Thì thầy sẽ nhờ một bạn cũng là lớp trưởng Y5H trả lời xem có thử. Điều kiện quan trọng trong cái mẫu bệnh phẩm đơm xét nghiệm bằng phương pháp xoay kính để cho cái kết quả được trả lời là dương tính, tức là chữ AST đó, và dịch ra tiếng Việt là trực khuẩn kháng axit. Mà lập trường Y5H có mà. Thôi thì bạn lập trường vừa trả lời tiếp nhé. Trả lời được thì được, không thì em lại không. Dạ thứ hai là em sẽ trả lời là theo ý kiến của em thì em nghĩ điều quan trọng nhất để trong phương pháp xoay kính là đầu tiên là bệnh nhân phải cách lấy đờm là bệnh nhân phải biết cách khạc đờm đúng đúng cách để có một cái bệnh phẩm đờm đúng quy định. Và Thế thôi à? em nghĩ là như thế. Em trả lời không có gì sai cả, nhưng mà nó không không phù hợp với cái câu hỏi thầy muốn đề cập đến. Ở đây em thấy rằng là cái dòng thứ hai trong slide này á là học như thế nào này: lao phổi là nguồn lấy vi khuẩn lao cho người lành, nhất là lao phổi HIV dương tính, và hai chấm là nguồn lây chính. Em căn cứ vào cái đó để trình bày cái câu hỏi vừa rồi, có nghĩa là em không trả lời thêm một ý gì nữa khác à? Có lớp phó không? Lớp phó của dạ vâng, lớp phó tại trả UDG. Rồi trả lời xét cho em. Dạ, theo ý của em là bệnh nhân mà bệnh nhân lao phổi nhưng mà họ là người bệnh lao phổi nhưng mà họ không được điều trị, cho nên là lao xét nghiệm cái bệnh phẩm của họ là lao AB dương tính thì họ mới là nguồn lai. Còn nếu như họ bị lao phổi mà họ đang điều trị và xét nghiệm AB của họ dương tính thì họ không là nguồn lai chính. Em trả lời như thế em hỉ. Nếu mà trả lời như thế thì em có gì sai cả, nhưng mà nó lại không phù hợp cho câu hỏi này. Thì thầy hỏi em này. Dạ. Là lao phổi thì chúng ta sẽ thấy khi làm chẩn đoán em đọc trong tài liệu thì sẽ có thể lao phổi AB dương tính, thì có thể lao phổi AB âm tính, đúng không? Thì dạ vâng. Có một sự khác biệt nào giữa lao phổi AB dương tính và âm tính khác? Dạ em chưa, cái này em không rõ ạ. Rồi thôi em đặt mic, thầy sẽ nói em ấy. Dạ. Như vậy em biết rằng phương pháp xoay kính tức là người ta dựa vào kỹ thuật dùng Johnston để phát hiện ra một đặc điểm quan trọng của cái nhóm Mycobacterium, đó là kháng axit, đúng không? Thì trong cái bài đặc điểm bệnh lao em phải chú ý điều này. Như vậy em thấy rằng là một trong những điều rất là quan trọng để cho cái kết quả dương tính đó là số lượng vi khuẩn cần phải có trong mẫu đờm làm xét nghiệm mà phải từ 5.000 trở lên cho 1 ml bệnh phẩm, thì lúc đó kết quả nó mới là dương tính. Như vậy thì em thấy ra sẽ có những trường hợp mà chúng ta xét nghiệm và trả lời AB âm tính thì điều này vẫn chưa loại trừ chẩn đoán lao. Âm tính thì có hai tình huống xảy ra. Một là không có. Tình huống thứ hai là có, nhưng mà số lượng của nó dưới 5.000 trong 1 ml bệnh phẩm. Chính điều đó cái phương pháp này là không phát hiện ra được. Nhưng mà nuôi cấy thì sẽ phát hiện ra, hoặc là các cái kỹ thuật sinh học phân tử thì sẽ phát hiện ra. Như vậy thì đối với trường hợp lao phổi AB dương tính là một nguồn lấy rất là quan trọng. Người ta gọi là nguồn lấy chính.
Vậy thì thầy hỏi em lớp phó của cái lớp cái năm hạt này có không anh ạ? Để mở mic đi, thầy hỏi em một câu. Dạ có. À rồi, trả lời cho thầy định nghĩa nguồn lây chính. Định nghĩa nguồn lây chính em ấy. Em có trả lời được không? Dạ thầy là định nghĩa nguồn lây chính là dạ thầy là cái này em chưa rõ lắm. Như vậy thì em sẽ để ý đây. Lá phổi, chúng ta có lá phổi AB dương tính, lá phổi AB âm tính. Thì lá phổi AB dương tính là nguồn lây chính. Đúng không? Dạ, Bởi vì cái dạ. khả năng lây của nó rất là cao, gấp có thể 10 lần so với những trường hợp lá phổi AB âm tính. Như vậy lá phổi AB âm tính có thể là nguồn lây thông thường thôi. Nhưng lá phổi Dạ. AB dương tính thì là nguy hiểm hơn. Nó liên quan đến cái số lượng vi khuẩn có trong mẫu bệnh phẩm xét nghiệm và cái số lượng vi khuẩn có trong cái mẫu đơn xét nghiệm mà nó lớn á, thì đương nhiên rằng là số vi khuẩn có trong tổn thương nó cũng rất là lớn. Thì nếu đó thì khả năng vi khuẩn lây cho những người xung quanh nó rất là cao, đúng không? Dạ. Rồi tạm biệt thì thầy sẽ thế. Thế bé sẽ thấy rằng là khi xét nghiệm bằng cái phương pháp xoay kính á, thì chúng ta sẽ có một lưu ý rất là quan trọng này, là cái phương pháp xoay kính, đây là loại tắt của phương pháp xoay kính hiển vi trực tiếp, và cái kỹ thuật người ta làm trong trường hợp này là kỹ thuật nhuộm Johnson, thì vi khuẩn nó sẽ bắt màu đỏ trên nền xanh methylene khi các em xoay dưới kính hiển vi quang học. Và một điều rất là quan trọng đó là cái bệnh phẩm mà em làm xét nghiệm á, thì cái số lượng vi khuẩn nó phải lớn hơn 5.000 trên 1 ml bệnh phẩm. Như vậy thì khi mà cái lá phổi AB dương tính, điều đó nó nói rằng á, là cái số lượng vi khuẩn ở trong mẫu đơn này là nhiều này, đúng không? Và như vậy thì nguồn lây nó sẽ là nguy hiểm hơn. Như vậy thì chúng ta thấy cái lá phổi AB dương tính, lá phổi AB âm tính thì nó có một cái điểm giống nhau và một điểm khác nhau. Lớp phó của lớp I5G trả lời xem có thử điểm giống một điểm khác. Dạ vâng thầy, Một thầy điểm hỏi giống và một điểm khác như là lá phổi AB dương tính và âm tính. khi mình chẩn đoán là thầy mình hỏi cái điều kiện Em chẩn nói gì đoán cũng được, em cho một điểm giống một điểm khác. như thầy đã nói là vì cái số lượng vi khuẩn trong đầu của họ là lau phổi mà AB dương tính thì số lượng vi khuẩn lâu cao hơn so với lau phổi AB âm tính, và chính vì vậy là cái khả năng mà lây bệnh thì đối với lau phổi AB dương tính thì họ là nguồn lây chính, còn lau phổi AB âm tính là nguồn lây thông thường. Thế chứ em. Dạ em biết được như đó à, em xin Một hết điểm giống một điểm khác, em vừa nói điểm khác phải không? Em nói điểm giống đi. dạ giống là điều đều là gây bệnh lâu. Chính xác rồi, tắt bên đây thầy sẽ đoán em ấy. Như vậy thì khi mình chẩn đoán lá phổi AB dương tính, lá phổi AB âm tính thì tất cả các trường hợp này đều là lá phổi, cho nên chúng ta phải xử trí hoàn toàn giống nhau, nghĩa là vẫn là điều trị hoàn toàn giống. Nhưng mà nó có một cái điểm khác được về mặt dịch tễ, đó là khả năng lây. Như vậy thì lá phổi AB âm tính và lá phổi AB dương tính thì khả năng lây là có sự khác biệt. Nếu mà dương tính thì là nguồn lây nguy hiểm. Cái đó thì những cái đối tượng mà có tiếp xúc với những trường hợp lá phổi AB dương tính, đặc biệt những người trong gia đình thì các em cần phải trong cái mục làm bài đảng thì cần phải hỏi kỹ, hỏi rõ những người tiếp xúc, và chúng ta sẽ tìm xem có thử có những người nào lấy từ nguồn lấy này hay không để chúng ta quản lý. Tiếp theo em ấy, như vậy thì lâm sàng của là cái lá phổi rất đa dạng, và chúng ta thấy rằng này thì lâm sàng đa dạng này cho đến mắt của các em có một điều rất là quan trọng, đó là muốn chẩn đoán lá phổi
rất cần kiến thức về các bệnh về viêm phổi. Như vậy thì bác sĩ muốn chẩn đoán lao phổi giỏi thì phải giỏi về bệnh phổi. Điều này mới giúp cho các em đưa ra các cái chẩn đoán phân biệt hợp lý nhất. Đặc biệt là các cái trường hợp mà khi chúng ta chẩn đoán không có bằng chứng vi khuẩn, thì lần lượt các slide tiếp theo thì chúng ta sẽ bàn về vấn đề để chẩn đoán. Chúng ta tiếp. Chúng ta sẽ bàn qua là cái sinh bệnh học. Thì trong slide này thì em thấy rằng là phân sinh bệnh học chúng ta sẽ bàn đến ba cái nội dung. Một là cái nguyên nhân, tức là bệnh căn. Thứ hai là bàn về nguồn lây và đường lây. Và thứ ba là chúng ta sẽ bàn về đường gây bệnh. Như vậy thì cái đầu tiên các em thấy rằng là mà thường hay chúng ta đặt câu hỏi là cái vi khuẩn lao mà có trong cái bệnh phẩm đơn xét nghiệm của người bệnh mắc lao phổi nó có từ đâu đấy, tức là cái vi khuẩn lao mà các em khi lấy bệnh phẩm em xét nghiệm và cho kết quả cái dương tính thì vi khuẩn nó có từ đâu. Thì cái sự để ý này nó cái đầu tiên là các em nhớ cho rằng là cái vi khuẩn lao mà gây bệnh cho người thì nó có rất nhiều loại, nhưng mà cái loại là Mycobacterium tuberculosis là cái loại phổ biến nhất, bởi vì gây bệnh lao cho người chiếm tỷ lệ trên 90%. Và cái vi khuẩn lao này thì có tên là trực khuẩn lao người hay là vi khuẩn lao người, thì từ cái tên là Mycobacterium tuberculosis. Như vậy thì cái vi khuẩn mà nó gây bệnh lao các thể là có hai cái thuyết. Một là tái hoạt nội sinh. Tái hoạt đi em này, tái hoạt là hoạt động trở lại, nội sinh tức là ở bên trong. Vậy thì vi khuẩn nó có bên trong từ lúc nào? Thì trong cái bài mà đặc điểm bệnh lao các thể rằng là về cái cơ chế bệnh sinh của lao phổi chúng thì có hai giai đoạn. Vi khuẩn xâm nhập vào trong cơ thể chúng ta thì em thấy rằng là cái cân bằng giữa cơ thể và vi khuẩn nó rất là quan trọng. Khi mà cái cân bằng giữa cơ thể và vi khuẩn nó tốt, có nghĩa là sức đề kháng chúng ta tốt thì vi khuẩn nó sẽ không có gây bệnh, nhưng mà nó sẽ không biến mất hoàn toàn trong cơ thể chúng ta. Và cái tình trạng đó thì trong cái mai đặc biệt bệnh lao em sẽ xem lại, người ta gọi là nhiễm lao. Như vậy nhiễm lao có nghĩa là có vi khuẩn lao trong cơ thể nhưng mà nó không tạo ra cái bệnh cảnh lâm sàng làm mắc bệnh thì cần điều trị. Như vậy thì các em sẽ lưu ý một điều này, vi khuẩn nó vẫn có thể tồn tại trong cơ thể của chúng ta, và đến một lúc nào đó do có một cái yếu tố thuận lợi, người ta gọi là các yếu tố nguy cơ, thì nó sẽ làm mất thăng bằng giữa cơ thể và vi khuẩn, và cái sức đề kháng của chúng ta, khả năng chống trả của chúng ta nó đã không còn cuộc nữa. Lúc đó vi khuẩn nó ở các cái vị trí trong cơ thể mà chúng ta đã nhiễm thì nó sẽ có cơ hội phát triển trở lại. Cho nên trong cái trường hợp này người ta gọi là tái hoạt nội sinh. Vậy thì cái vi khuẩn mà có trong bệnh phẩm xét nghiệm đó nó không phản ra từ đâu cả mà từ trong cơ thể của chúng ta. Và đây là cơ chế rất là quan trọng giải thích bệnh lao ở người lớn. Tiếp theo là bồi nhiễm ngoại sinh. Ngoại sinh tức là bên ngoài, bồi nhiễm tức là thêm vào những cái vi khuẩn nó đã có trong cơ thể. Thì em thấy rằng là khi một cái quốc gia nào đó mà tình hình dịch tễ lao nó còn là nặng nề thì trong cộng đồng vẫn còn những người mắc bệnh lao, và vi khuẩn ở những cái nguồn lấy đó vẫn tiếp tục xâm nhập vào. Và trong trường hợp này người ta gọi là bồi nhiễm ngoại sinh. Các bạn để ý rằng ở những quốc gia thì tệ lao nó hiện nay đang có nghĩa là dịch tệ lao hiện nay nó vẫn tốt, có nghĩa là lưu hành bệnh lao nó không, dịch tệ lao nó không cao, thì những cái mắc bệnh lao của những cái người ở các quốc gia đó phần lớn cơ chế tái hoạt nội sinh là chính. Nhưng mà ở quốc gia mà nếu cái dịch tệ lao nó còn cao, ví dụ ở Việt Nam chẳng hạn, thì có thêm là bồi nhiễm ngoại sinh nữa. Như vậy thì ở Việt Nam
vi khuẩn có thể là tái hoặc nội sinh hoặc là bội nhiễm ngoại sinh, và chúng ta có thể là có cả hai hai thuyết hai cơ chế đó để giải thích là vi khuẩn lao gây bệnh. Chúng ta tiếp về nguồn lây và đường lây. Nguồn lây thì chúng ta đã đề cập đến tất cả những bệnh nhân lao thì chúng ta xếp chúng là đều là nguồn lây. Nhưng mà em để ý rằng là giữa lao phổi và lao ngoài phổi thì vấn đề lây là sẽ khác nhau hoàn toàn. Thực tế thì lao ngoài phổi khả năng lây theo đường hô hấp nó sẽ rất là khó. Một bàn tổ trưởng tổ 1 của lớp I5H giải thích cho thầy ý này. Có tổ trưởng của tổ 1 không ạ? Tổ trưởng tổ 2? Dạ thưa thầy là em chưa rõ về cơ chế này ạ. Thầy sẽ gợi ý cho em để trả lời nhé. Dạ. Như vậy thì chúng ta thấy là đường đây thì chúng ta học là đường hô hấp, đúng không? Dạ. Đường tiêu hóa, đường da niêm mạc, và sẽ có một cái đường nữa đó là đường nước ối và tĩnh mạch trống. Trong trường hợp là các bà mẹ mang thai mắc lao và đẻ con ra thì nó bị lao ngay từ khi mà mới sinh ra. Như vậy cái đường tiêu hóa rồi là đường da niêm mạc và đường nước ối tĩnh mạch trống thì nó không có phổ biến. Nhưng mà đường phổ biến vẫn là đường hô hấp, đúng không? Như vậy thì xét về lấy theo đường hô hấp thì lao phổi và lao ngoài phổi thì lao phổi nó có những điều kiện thuận lợi hơn lao ngoài phổi. Và lao ngoài phổi mà nói lấy theo đường hô hấp á, thì phần lớn chúng ta thấy rằng điều đó nó không phù hợp. Em thử giải thích xem thử. Thưa thầy là em nghĩ là đường hô hấp thì do tiếp xúc giữa người và người thì đường hô hấp thì do tiếp xúc giữa người và người trong giao tiếp thì nó dễ dàng hơn, còn trong tiêu hóa và nước ối và da niêm mạc thì em nghĩ là cái tỷ lệ nó thấp hơn so với hô hấp. Dám cho em. Dạ xong rồi. Một bạn nào khác nếu có trả lời thì bật mic lên trả lời xem cái thử. Một bạn nào muốn trả lời không thì bật mic lên. Không có ai trả lời được à? Dạ, em nghĩ là lao phổi là do cái lượng bị cái tỷ lệ lao phổi là cao nữa thầy. Em nói là tỷ lệ lao phổi cao. Không phải là không đúng. Nhưng mà em nghĩ thêm một chút nữa. Thầy sẽ gợi ý cho em ấy. Em cứ bật mic em nghe thầy trả lời. Số lượng vi khuẩn giữa lao phổi và lao ngoài phổi có khác nhau nghe? Dạ có. Dạ, lão phổi nhiều hơn. Cái đầu tiên là lão phổi, đúng không? Thì chúng ta hồi này chúng ta nói rồi, cái vi khuẩn lao là hiếu khí. Dạ. Ở phổi là PO2 cao, chắc chắn dạ. Là cái số lượng vi khuẩn trong các cái tổn thương lao ở phổi đã sẽ nhiều hơn, đúng không? Dạ. Chỉ thứ hai thầy sẽ gợi ý em ấy. Vậy thì cái cơ chế cơ học lấy truyền theo đường hô hấp của lao phổi quan trọng là cái gì ấy? Dạ, thông qua cả cái giọt bắn mà khi mà người bệnh hắt hơi họ nói. Như vậy thì rõ ràng là muốn là lấy theo đường hô hấp thì vi khuẩn phải từ trong tổ thương phải đi ra môi trường bên ngoài qua cái cơ chế mà em vừa nói là các giọt bắn, tức là ho và khạc đờm, đúng không? Dạ. Thì giữa lao phổi
vị trí ở phổi và vị trí ngoài phổi, thì vị trí nào mà thuận lợi cho chuyện đó hơn? Dạ, ở vị trí lá phổi. À, đương nhiên rồi em ấy. Thì làm sao mà các cái tổn thương lao ở cuộc sống chẳng hạn, hoặc là ở măng bụng chẳng hạn, hoặc là ở thân chẳng hạn, thì làm sao nó có thể đi ra môi trường bên ngoài được, đúng không? Dạ. Và chính điều đó chúng ta thấy rằng là được cái lao phổi và lao ngoài phổi thì áo phổi vẫn là nguồn lấy quan trọng nhé. Còn lao ngoài phổi là nguồn lấy thôi, nhưng thực sự cái vấn đề lấy theo đường hô hấp nó cũng không phải là đáng kể. Thôi tắt bên đi. À, chúng ta qua một cái thứ ba là đường gây bệnh. Em đã phân biệt cho thầy đường lây bệnh và đường gây bệnh nó khác nhau ở chỗ nào? Nếu em nào có ý trả lời thì bật mic lên trả lời. Dạ thưa thầy, có phong tập 5G xin trả lời. Em trả lời đi. Dạ. Đường lây bệnh là lây từ người này sang người khác, là các đường mà vi khuẩn, nó vi khuẩn từ người này truyền qua người khác để gây bệnh cho người khác. Còn đường gây bệnh là cái đường mà vi khuẩn khi nó vô cơ thể bằng đường nào để nó gây bệnh trực tại cơ quan nào đó. Chẳng hạn như đường phế quản thì nó sẽ gây vô, nó đưa vào đường hô hấp thì nó sẽ gây bệnh ở vô lâu phổi. Còn nó sẽ, còn nếu mà vi khuẩn này nó lây theo đường bạch huyết thì nó sẽ tái những cơ quan như là hệ tiêu hóa này nọ, những cơ quan khác, là khi hoặc là vi khuẩn nó đang ở thì hệ phổi, lâu phổi, nhưng mà vì nó đi theo đường huyết, đường máu hay nó đi theo đường bạch huyết, nó tới những cơ quan khác nó gây bệnh thì đó là đường lại gây bệnh. Trong cái câu trả lời của em á, nó có ý đúng và có ý không đúng. Thôi tắt dạ vâng. Sẽ nói vậy. Như vậy thì em biết rằng là đường lây bệnh có nghĩa là từ một cái người mắc bệnh lao lây cho người tiếp xúc, có thể qua cái đường hô hấp là chủ yếu. Như vậy thì vi khuẩn lúc này nó ở bên ngoài rồi nó xâm nhập vào một cơ thể, nhưng mà đường gây bệnh có nghĩa là vi khuẩn đã vào trong cơ thể người tiếp xúc rồi. Em sẽ thấy rằng là cái khi nó vào thì cái đường lấy của nó đường hô hấp, cho nên nó vào theo đường hô hấp nó sẽ đến một cái vị trí nào đầu tiên ở cơ quan hô hấp. Ví dụ như là nó sẽ đi theo đường là khí quản, phế quản và một điểm nào đó ở trong nhu mô phổi, thì từ cái vị trí đầu tiên đó, vi khuẩn nó sẽ tìm một cái địa điểm khu trú cho nó thích hợp. Địa điểm của nó thích hợp thì nó sẽ gây ra tổn thương và phát triển ở đó. Thì từ cái vị trí ban đầu, vi khuẩn nó sẽ có thể đi theo đường máu là phổ biến, hoặc đường bạch huyết, hoặc đường phế quản. Như vậy thì chúng ta có thể nói một cách đơn giản rằng là khi vi khuẩn nó xâm nhập vào theo đường hô hấp, thì từ vị trí ban đầu của nó thì nó có thể không gây tổn thương ở vị trí ban đầu, mà nó tìm một cái địa điểm nào ở trong phổi phù hợp để nó tạo ra tổn thương. À, chúng ta tiếp nghe mẹ. À, như vậy thì cái vị trí mà nó tìm ra được á, và nó hay gặp để gây ra các cái tổn thương lao ở đó, đó là phân thủy đỉnh và phân thủy sau của thủy trên. Và điều này nó sẽ tương ứng với là khi đặt ít văn ngực của chúng ta hay đọc á, là đỉnh và hạ đòn. Cho thầy hỏi này, hạ đòn thì nó sẽ giới hạn từ đâu đến đâu? Đỉnh là cái phần trên xương xương đòn, là phần đỉnh phổi, nhưng mà hạ đòn thì nó sẽ giới hạn ở ngang đâu em này? Thì giới hạn dưới của cái hạ đòn nó ở vị trí nào? Em nào biết trả lời? Dạ, thầy là đường y nó hạ. À, rồi em lại. Dạ, thầy là phân đỉnh, phân đỉnh và hạ đòn là ở phân phổi mà ở trên xương xương hai ạ. À, chưa chính xác lắm. Xương xương số 2 thì có ở trước và ở sau. Thì đối với em muốn giới hạn đó là ở trước hay ở sau? Xương xương số 2 trước hay sao? Dạ thầy là ở sau. À, điều ngược lại em nhé. Như vậy em tắt bên kia thầy sẽ nói. Như vậy thì chúng ta thấy rằng này, chúng ta sẽ lấy cái xương xương số 2 và số 4 ở phía trước, và chúng ta sẽ chia trường phổi ra làm 3 phần. Cái phần phổi mà nằm ở trên xương xương số 2 trở lên
thì gọi là vùng phổi trên, hay người ta quen gọi là vùng đỉnh và hạ đồng. Thì phần phổi mà nằm từ xương sườn số 2 cho đến số 4 phía trước thì gọi là vùng giữa phổi. Và cái phần phổi nằm từ xương sườn số 4 cho đến cơ hoành gọi là vùng đại phổi. Như vậy em sẽ thấy rằng là cái phân chia đó nó hay gặp ở trong thực hành. Bởi vì em thấy rằng người ta sẽ mô tả tổn thương ở vùng giữa phổi này, tổn thương vùng đại phổi, thì em phải biết giới hạn của nó nằm ở đâu. Có một cách phân chia nữa, đó là người ta lấy đường đi ngang qua hai trũng phổi. Chúng ta sẽ trũng phổi bên phải, bên trái, và chúng ta sẽ nối, và ta sẽ có một cái đường thẳng. Và đường thẳng như thế thì nó sẽ chia trường phổi ra làm hai phần. Cái phần phổi mà nằm ở trên cái đường thẳng đó thì gọi là vùng phổi cao. Và cái phần phổi nó nằm ở dưới cái đường đi ngang qua hai rỗng phổi gọi là vùng phổi thấp. Em cũng lưu ý rằng là những cái tổn thương xung quanh rỗng phổi được xếp vào vùng phổi thấp. Như vậy thì vùng phổi cao là bao gồm những cái tổn thương nằm trên đường đi ngang qua hai rỗng phổi. Và vùng phổi thấp là những cái tổn thương nằm dưới cái đường đi ngang qua trũng phổi và những tổn thương xung quanh trũng phổi. Như vậy chúng ta sẽ thấy này, có một cái đặc điểm mà chúng ta thấy cái vị trí khu trú của đó rất thường gặp, đó là đỉnh và hạ đòn, hay nói một cách rộng ra là ở vùng phổi cao. Và em lưu ý rằng là đỉnh phổi vùng hạ đòn thì tương ứng với giải phẫu của phổi nhé. Phân thủy đỉnh và phân thủy sau của thủy trên. Vậy thì một em nào có thể giải thích cho thầy vì sao vi khuẩn lao lại hay khu trú tổn thương ở vị trí này? Nếu em nào có câu trả lời, bật mic trả lời. Dạ thưa thầy ạ, thì em thấy là có ba lý do chính. Lý do thứ nhất là do ở đây vùng phổi này đã có PO2 cao. Cái thứ hai là do tốc độ dòng máu ở đây chậm. Cái thứ ba là do dòng bạch huyết chậm nên là giảm đề kháng. Như vậy thì có ba cái lý do em đề cập đến, đúng không? Rồi tắt mic đi, thầy sẽ nói tiếp. Như vậy thì chúng ta thấy một cái điều đầu tiên chắc chắn các em cũng hiểu rõ này. Mặc dù ở cái vùng này thì các em đọc, em đang đặt cái ống nghe đó, nghe thì cái ri rao phía nam của nó thì không bằng ở các cái vùng dưới. Nhưng mà rõ ràng ở đây có một cái đặc điểm về mặt sinh lý hô hấp, đó là PO2 rất cao so với các vị trí khác. So với các vị trí khác ở phổi thì PO2 ở vùng ở phân thủy đỉnh, phân thủy sau của thủy trên này nó cao hơn. Em biết rằng là vi khuẩn lao nó thích hợp phát triển ở một cái PO2 khoảng là 100 mm thủy ngân. Ở vùng phổi này khi chúng ta đứng thì nó rất cao, 120 đến 130 mm thủy ngân nữa. Cho nên là vị trí này là vị trí mà rất thích hợp đối với là cái vi khuẩn, vì vi khuẩn là nó hiếu kỳ. Một cái thứ hai nữa em nói cũng rất là đúng, đó là tốc độ dòng máu ở đây nó chạy chậm. Vì sao nó chạy chậm? Là bởi vì độ chiến áp ở cái vùng phổi này so với cái phải. Chính nếu đám thấy rằng là cái tốc độ dòng máu này nó chạy chậm hơn so với các nước khác. Mà em lưu ý rằng là lúc hồi này chúng ta nói rằng là vi khuẩn lao khi xâm nhập vào vị trí đầu tiên thì vi khuẩn nó thường hay gặp là nó sẽ đi theo đường máu, đúng không? Và khi nó đi theo đường máu để tìm vị trí thích hợp thì tốc độ dòng máu đấy nó chạy chậm, do đó thì nó rất dễ dừng lại. Bởi vì ở đây cũng điều kiện rất là thuận lợi, là PO2 rất là cao. Xin lỗi để em thêm nghe điện thoại được đó. Alo, nghe chưa? Đang dạng online cho các em. Đang dạng mic. Các em dạng nha. Cái này thì cũng phải là tới 11 giờ lận. Có gì chứ? Chắc là dạng cái này để trước đi sáng lận. Có ở Đức Nguyễn Du được
51. Rồi, rồi, cảm ơn. À, tôi có thể bé em ấy, xin lỗi bé em là thi chương mấy chỗ chương điểm gọi. Như thế thì các em sẽ thấy rằng là cái vị trí này thì PO2 nó cao. Cái thứ hai là cái tốc độ dòng máu ở đây nó chạy rất là chậm. Cho nên là cái vi khuẩn thì từ một vị trí ban đầu nó sẽ khu trú và ở một cái vị trí mà nó thích hợp. Khi nó đi theo đường máu thì vi khuẩn ở đây nó sẽ rất dễ dừng lại. Và một điểm nữa em trên mai cũng rất là đúng, bởi vì có một số tác giả đi cập đến là cái dòng chảy bạch huyết ở đây á, nó cũng chậm, cho nên cái khả năng đề kháng của vùng phổi này á, nó cũng là kém hơn. Như vậy em sẽ để ý này, khi một cái trường hợp mà nếu cái tổn thương ở các cái vị trí định hà đòn theo cách phân chia là ba vùng hoặc nó ở vùng phổi cao, thì một trong những chẩn đoán phải nghĩ là tổn thương này có thể do vi khuẩn lao gây ra. Có nghĩa là chúng ta phải cần lưu ý đến chẩn đoán trong trường hợp này là lao phổi, và các em sẽ cố gắng làm chẩn đoán cho nó phù hợp. Nhưng lưu ý rằng là cái hình ảnh này là hình ảnh thôi, cho nên thực tế mà chúng ta nói rằng cái này là chắc chắn là lao thì nó lại không đúng, bởi vì sẽ có rất nhiều cái nguyên nhân khác cũng có khả năng là tổn thương ở vị trí này. Chúng ta tiếp em ấy. Đây yếu tố nguy cơ. Như vậy thì tôi sẽ hỏi một em này, em hiểu thế nào là yếu tố nguy cơ? Em nào có câu trả lời thì bật mic lên. Dạ, em xin trả lời. À, rồi em trả lời. Dạ, yếu tố nguy cơ là một cái người đó có một cái yếu tố mà làm cho người ta dễ mắc bệnh hơn so với người khác, thì cái yếu tố đó gọi là yếu tố nguy cơ. Chính xác, cái khoản tiền em ấy. Vậy dạ thì bà, trong thực hành lâm sàng của chúng ta, yếu tố nguy cơ chúng ta cần dùng trong các trường hợp nào? Dạ, mình dùng để xem xét là tình người này có khả năng câu để mắc bệnh này không, để mình nghĩ tới những cái tình huống là người ta có thể có mắc bệnh gì đó, để mình tập trung mình đi tìm cái bệnh đó để mình chẩn đoán. Và thứ hai là nó sẽ củng cố thêm cho mình cái chẩn đoán của mình, và khi mà mình được chẩn đoán rồi thì người ta có những yếu tố nguy cơ nào thì mình hãy giúp loại trừ những yếu tố nguy cơ ra để làm giảm thiểu cái bệnh nạn của họ, như là khả năng phát triển bệnh thêm. Cái này tóm lại em thấy các yếu tố nguy cơ là giúp cho chẩn đoán, đúng không? Trường hợp nào thì chúng ta rất cần yếu tố nguy cơ để làm chẩn đoán ấy. Dạ, chẳng hạn như là những bệnh truyền nhiễm có yếu tố nguy cơ dịch tễ, yếu tố nguy cơ về chúng ta nói trong cái bài học chúng ta là lá phổi em này. À dạ, thì tuổi của họ cũng như tình trạng miễn dịch của họ thì mình nghĩ tới là trường hợp nào thì chúng ta sẽ phải tận dụng yếu tố nguy cơ làm chẩn đoán. Trường hợp mà mình xét nghiệm ra không có vi khuẩn lao, chẳng hạn như là lao phổi ASV âm tính, tức là chúng ta sẽ làm chẩn đoán trong trường hợp không có bằng chứng vi khuẩn, đúng không? Dạ vâng. Rồi đặc biệt thì thầy sẽ nói tiếp. Như vậy thì trong các cái trường hợp khi chúng ta làm chẩn đoán mà chẩn đoán này là chẩn đoán không có bằng chứng vi khuẩn, thì bắt buộc chúng ta phải biện luận chẩn đoán. Một trong những cái biện luận chẩn đoán mà chúng ta phải làm là xem cái thử cái người này có khả năng thuận lợi để mắc bệnh lao hay không. Mà muốn vậy thì chúng ta phải khai thác những yếu tố nguy cơ. Càng có nhiều yếu tố nguy cơ thì khả năng mà đưa ra chẩn đoán lao chúng ta càng có khả năng thuyết phục. Tôi sẽ cho các em một số ví dụ giải thích và sau đó em xem thêm tài liệu. Ví dụ như là ở bệnh phổi hợp. Như vậy thì nếu một cái trường hợp mà chúng ta thấy có các tổn thương ở phổi, rồi có các cái triệu chứng nó phù hợp nhưng mà xét nghiệm không có bằng chứng xác định chẩn đoán mà người đó là mắc đái đường, thì rõ ràng đái đường là một trong những cái bệnh mà khả năng người đó có thể mắc bệnh lao phổi hợp rất cao. Hay là ví dụ như là đối với các cái yếu tố độc hại ví dụ như là trên những cái người mà nó
có cái uống rượu này, hoặc là những cái người đó có nghiện thuốc lá này, tất cả những yếu tố đó cũng làm cho cái sức đề kháng của cơ thể nó giảm, đặc biệt hút thuốc lá thì nó sẽ làm cho cái sức đề kháng của đường thở cũng rất là kém. Như vậy thì rất dễ xâm nhập của các vi khuẩn, trong đó có vi khuẩn lao. Là trạng thái đặc biệt, ví dụ như là nó hay gặp ở trên các cái đối tượng như phụ nữ ở độ tuổi sinh đẻ và sinh đẻ nhiều lần, hoặc là phụ nữ mang thai. Phụ nữ mang thai thì rất dễ mắc lao. Thầy sẽ nói gọn một số ý em lưu ý này. Khi mà phụ nữ mà có thai thì việc đầu tiên là phải giảm miễn dịch. Vì sao lại giảm miễn dịch? Bé nào trả lời câu này cho thầy xem, có thể bật mic lên. Dạ. Thưa thầy là vì cái cơ thể trong bào thai là một cái cơ thể lạ so với người mẹ, cho nên À, chính xác, đúng không? Đúng rồi. Cái có thai đó là không phải tự nhiên là của bà mẹ, đúng không? Một nửa là của ai? Của cái đối tác ạ. đó nè. Dạ vâng. À, rồi rồi, rồi tắt đến đây em ấy. Như vậy thì đối với phụ nữ có thai bắt buộc phải là giảm miễn dịch, bởi vì một nửa bào thai là của người khác chứ không phải là của bà mẹ. Bây giờ bé sẽ thấy rằng là cái việc đầu tiên là hệ thống đề kháng của cơ thể người mẹ nó cũng kém. Cái thứ hai em để ý rằng là khi mà có thai thì cái hormone nó sẽ có sự thay đổi, trong đó có hai cái hormone rất là quan trọng, đó là hormone gì mẹ mẹ, một là gonadotropin các CRE đó, cái thứ hai là estrogen. Như vậy thì sẽ thấy rằng cái hai hormone này á thì nó có cái đổi đổi ngược. Hạt CRE thì nó sẽ tạo thuận lợi cho vi khuẩn lao phát triển và lan tràn, trong khi estrogen thì nó lại ngược lại, ngăn cản sự phát triển và lan tràn của vi khuẩn. Như vậy thì em sẽ thấy rằng là trong các cái thời điểm, các cái giai đoạn người phụ nữ mang thai thì sẽ có một những lúc mà hạt CRE nó sẽ chiếm ưu thế, đặc biệt là quý đầu thì hạt CRE nó chiếm ưu thế, thì điều đó nó sẽ tạo thuận lợi cho vi khuẩn phát triển và lan tràn. Và chúng ta cũng có một số cái cũng cần phải lưu ý nữa, đó là ốm nghén nó sẽ làm cho cái bà mẹ trở nên là gây sụt đi, ăn uống kém đi, còn một phần góp phần vào cho cái tình trạng là sức đề kháng nó giảm, vân vân. Thì đi lâm sàng có gì thì sẽ trao đổi thêm. Về giới thì chúng ta thấy đối với lao phổi thì nó hay có một cái tỷ lệ trên lệch rõ trong các cái tác giả nghiên cứu, đó là nam giới thì có tỷ lệ cao hơn nữ giới. Một vài giải thích vì sao nam giới lại có tỷ lệ cao hơn nữ giới, em nào có thể giải thích bật mí. Dạ thưa thầy, bởi vì là nam giới là đối tượng mà dễ tiếp xúc nhiều yếu tố nguy cơ như rượu bia và thuốc lá. Thứ Chính hai xác. là nam giới nó là họ làm việc nhiều, tiếp xúc với môi trường nhiều, nên là những yếu tố ngoài môi trường ví dụ như là hóa chất, vật lý là nó sẽ làm có cơ thể chúng ta bị suy giảm khả năng hoạt động, và khi mắc bệnh là nó rất là rõ, và các bệnh phối hợp như bệnh mãn tính thì cũng gặp ở nam giới nhiều, nên theo em nam giới là đối tượng dễ bị lao phổi trong đáng Rồi, sinh. cảm ơn em có trả lời chính xác nãy. Tắt bên em. Như vậy thì nam giới có một có cái trả lời và một trả lời. Một là lao động nặng, có nghĩa là tất cả những gì nặng nhọc thì nó sẽ về phía nam giới. Thứ hai là cái giao tiếp rất là rộng rãi, có nghĩa là cái giao tiếp xã hội của nam giới nó sẽ rộng rãi. Và cái thứ ba thì nam giới nó rất nhiều cái yếu tố độc hại, ví dụ như thuốc lá hay là rượu vân vân, tất cả những cái đó thì nam giới nó sẽ rõ ràng và nó lại là tệ hại hơn so với nữ giới. Như vậy thì em sẽ để ý những yếu tố nguy cơ là chúng ta sẽ rất cần dùng trong làm chẩn đoán, đặc biệt là khi các em đưa ra chẩn đoán là mà muốn thuyết phục khi không có chẩn đoán xác định, có nghĩa là chúng ta không tìm được vi khuẩn trong bệnh phẩm thì bắt buộc các em phải biện luận chẩn đoán. Và khi biện luận chẩn đoán thì đừng quên một cái rất quan trọng khi em biện luận, đó là cái khả năng có mắc lao cao hay không, nghĩa là các em tìm người này có bao nhiêu yếu tố nguy cơ.
càng có nhiều yếu tố nguy cơ thì cái khả năng thuyết phục chẩn đoán mà sẽ cao. Và ý thứ hai, bà hồi này trả lời cũng rất là tốt. Cái yếu tố nguy cơ là cái điều kiện thuận lợi cho bệnh xuất hiện. Thì khi chúng ta điều trị, kém đừng quên chúng ta sẽ can thiệp yếu tố nguy cơ. Những yếu tố nguy cơ mà can thiệp được thì tiên lượng nó sẽ tốt. Bởi vì yếu tố nguy cơ này nó sẽ đồng hành với là người mắc bệnh lao. Nhưng mà nếu mà chúng ta can thiệp loại bỏ yếu tố nguy cơ đi thì nó tốt. Kém đừng quên rằng sẽ có một số trường hợp thì yếu tố nguy cơ chúng ta không có thể can thiệp hoàn toàn. Thậm chí có những trường hợp không can thiệp được. Ví dụ như là thì người lao phổi có đáy đường thì yếu tố nguy cơ đáy đường là một bệnh không chữa lành hoàn toàn, mà các em cần phải làm tốt cái kiểm soát đường máu cho tốt. Như vậy thì yếu tố nguy cơ là đáy đường không thể loại khỏi, nhưng mà các em lại có thể hạn chế được bằng cách là kiểm soát tốt đường máu. Hay là có những trường hợp chúng ta khó mà can thiệp được, ví dụ như là người bệnh ở một cái quốc gia mà đa số nền kinh tế nó kém phát triển ra, nói chung là người bệnh nó nghèo đó. Thế vậy thì yếu tố nghèo rồi đoái suy nhược, những yếu tố đó thì hầu như là chúng ta cũng khó mà can thiệp cái đó mà được tốt. Như vậy thì tóm lại, yếu tố nguy cơ cần trong trường hợp nào? Một là biện luận chẩn đoán trong các trường hợp không có bằng chứng kỹ thuật. Thứ hai, yếu tố nguy cơ rất cần khi các em xem xét về chất lượng điều trị. Nếu chúng ta điều trị mà can thiệp được yếu tố nguy cơ tốt thì tiên lượng nó sẽ tốt. Nếu can thiệp không tốt thì tiên lượng nó sẽ dài dạt hơn. Chúng ta tiếp. Chúng ta sẽ để ý rằng là trong yếu tố nguy cơ thì em chú ý cho là ba cái mà chúng ta chú ý trong thực hành lâm sàng. Đó là những yếu tố mà tác động làm cho bệnh lao nó được phát triển. Thì cái đầu tiên này các em đừng quên rằng là khi một cái người mắc bệnh lao mà người đó lấy từ một nguồn lấy thì chúng ta lưu ý rằng là thì khả năng gây bệnh của vi khuẩn và cái số lượng của vi khuẩn là rất là quan trọng. Ví dụ như là những người mà tiếp xúc từ một cái nguồn lấy nó chỉ là một cái lá ngoài phổi hoặc là một cái lá phổi áp bế âm thì nó sẽ nhẹ hơn so với các trường hợp khi tiếp xúc với những trường hợp lá phổi là nguồn lấy chính. Cái thứ hai, chúng ta lưu ý rằng là hai cái mà chúng ta phải cần luôn luôn xem xét trong thực hành, đó là khai thác nguồn lấy. Khi khai thác nguồn lấy thì kém không thể nào dựa vào cái mối quan hệ thân thiết. Rồi các em bị kết luận, tôi lấy ví dụ như là các em nói rằng là gia đình này là có ông nội hay là bà nội mắc lao. Rồi giờ chứ em muốn làm chẩn đoán lao cho người cháu chẳng hạn. Thì em nói đã có nguồn lấy từ ông nội bà nội, nhưng thực sự trong trường hợp này là sai hoàn toàn, là bởi vì ông nội ở Hà Nội nhưng bà cháu ở Huế, thì làm sao mà lại là nguồn lấy được, mặc dù em khai thác ông nội và cháu là có mối thân quen rất là gần. Như vậy khi mà em kết luận là có nguồn lấy thì đừng quên rằng ba cái cần phải quan trọng. Một là lâu dài có nghĩa là người bệnh đó phải tiếp xúc với nguồn lấy một thời gian dài, ít ra cũng là tháng năm. Thứ hai là thường xuyên có nghĩa là người đó thường luôn luôn gặp mặt và thường thấy rằng là cái tối thiểu 2 giờ trở lên. Tối thiểu 2 giờ trở lên mẹ mẹ. Tức là tối thiểu 2 giờ thường xuyên có nghĩa là ít ra trong một ngày là cái người mà em đang làm chẩn đoán đó và có cái nguồn lấy đó tiếp xúc tối thiểu là phải 2 giờ trở lên. Và cái thứ ba là cái thân mật, có nghĩa là cái thân mật ở đây có thể nói một cách ví dụ rất đơn giản là ăn chung, ở chung, ngủ chung, đúng không? Như vậy thì đó phải thỏa mãn ba cái điều kiện là lâu dài, thường xuyên và thân mật, thì lúc đó em mới đưa ra yếu tố nguồn lấy tham gia vào chẩn đoán. Bởi vì em biết rằng là đối với trẻ em thì khi phát hiện được là nguồn lấy thì vấn đề chẩn đoán lao ở trẻ em rất là thuận lợi. Như vậy thì muốn để nói rằng là người này có nguồn lây không chỉ là khai thác dựa vào mối thân quen, dựa vào là cái người là quen biết
gần ông bà cha mẹ, em phải tìm hiểu là lâu dài, thường xuyên và thân mật. Cái thứ ba là khi em khai thác một số đối tượng mà em chỉ đến chẩn đoán thì em lưu ý đến sức đề kháng. Trong này là hay có hai cái mà chúng ta cần chú ý, đó là tình trạng dinh dưỡng của người bệnh. Như vậy thì trong lao và suy dinh dưỡng nó hay đồng hành. Như vậy thì trên những cái đối tượng suy dinh dưỡng thì cái khả năng đưa ra chẩn đoán lao rất là cao. Và khi suy dinh dưỡng, khi em làm chẩn đoán thì cái suy dinh dưỡng đó cần phải được giải quyết. Vấn đề giảm miễn dịch chúng ta cũng hay đề cập đến, và trong thực hành thì chúng ta sẽ có một điều chúng ta hay đề cập đến, đó là vấn đề sử dụng thuốc, thì trong đó hay nói đến là thuốc corticoid. Như vậy thì khi chúng ta sử dụng corticoid, liệu pháp corticoid và kéo dài thì nó mới có tác động đến là gây ra cơ thể nó giảm miễn dịch và tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn lao xuất hiện và phát triển. Như vậy thì thầy sẽ hỏi em này, khi nào thì chúng ta có thể kết luận rằng là người bệnh này sử dụng liệu pháp corticoid mà có ảnh hưởng đến khả năng miễn dịch của cơ thể, liều lượng sử dụng và thời gian sử dụng như thế nào? Em nào biết trả lời thì bật mic. Khi khai thác người bệnh có sử dụng corticoid, đồng ý. Em khai thác là có sử dụng corticoid, nhưng mà em nói như thế thì nó chưa đủ. Em phải khai thác thêm là cái liều lượng sử dụng bao nhiêu và thời gian sử dụng bao nhiêu, thì lúc đó em mới đưa vào ở đây xem như là một yếu tố làm giảm miễn dịch và tạo thuận lợi cho vi khuẩn phát triển. Có trả lời được không ạ? Nếu không thì lập trường I5G bật mic trả lời xem có thử. Dạ thầy, là em cũng không biết vấn đề. Em cứ trả lời theo ý của mình xem có thử. Liều lượng bao nhiêu? Ví dụ chúng ta lấy ví dụ là prednisolone đi. Dạ. Mỗi ngày chúng ta sử dụng bao nhiêu thì chúng ta sẽ lưu ý. Thời tăng bên thầy sẽ nói 15 mg prednisolone trở lên trong thời gian thứ hai, sử dụng liên tục thứ hai cho đến 4 tuần trở lên, thì chúng ta sẽ nói rằng người bệnh này có sử dụng liều pháp kéo dài corticoid. Nhắc lại là 15 mg prednisolone hoặc tương đương trở lên, tức là prednisolone thì hàm lượng là 5 mg một viên, tức là sử dụng một ngày 3 viên trở lên trong thời gian liên tục kéo dài từ 2 cho đến 4 tuần trở lên, thì chúng ta có thể đưa cái này vào trong cái biện luận của mình là có sử dụng liệu trình corticoid kéo dài, và đây là một trong những cái là chúng ta sử dụng trong làm chẩn đoán. Bên cạnh đó thì các em đừng quên rằng là vấn đề môi trường sinh hoạt, nhà ở của người bệnh, chật chội, ô nhiễm, vệ sinh kém, bởi vì nó sẽ liên quan đến ổ lao. Có nghĩa là khi những cái người mà được phát hiện, mà nếu người này sống trong một cái gia đình mà chật chội ô nhiễm vệ sinh kém thì khả năng những người xung quanh mắc lao rất là cao. Và như vậy thì trong cái quá trình mà các em thăm khám người bệnh và trong vấn đề phòng bệnh thì đừng quên một điều rất là quan trọng, đó là chúng ta phải khám những đối tượng tiếp xúc và đưa vào quản lý. Như vậy thì trong cái bệnh án em làm, khi mà các em làm chẩn đoán trường hợp lao phổi AB dương tính, thì em khai thác thêm là cái điều kiện môi trường sinh hoạt của người bệnh nó kém, thì chắc chắn rằng trong cái bệnh án em làm, em phải hỏi rất là kỹ những người trong gia đình, từng người một, nó có các cái triệu chứng nghi lao hay không. Những người đó cần phải yêu cầu đến các cơ sở y tế để khám, và chúng ta sàng lọc và chúng ta đưa vào quản lý. Chúng ta tiếp. Chúng ta qua một cái thứ hai về cái mục tiêu mà liên quan đến là sinh bệnh học và giải phẫu bệnh, đó là một
trong những cái mà chúng ta rất cần nắm rõ, bởi vì vi khuẩn lao cũng giống như các vi khuẩn khác, khi nó xâm nhập vào trong cơ thể thì nó sẽ gây ra quá trình viêm. Như vậy chúng ta thấy này, thì viêm ạ, thì bất cứ vi khuẩn nào nó cũng có khả năng tạo ra khi gây tổn thương cho bất kỳ cơ quan nào. Và cái viêm đó thì không có sự khác biệt giữa các loại vi khuẩn. Không thể căn cứ vào cái viêm đó mà chúng ta có thể nói vi khuẩn này hoặc vi khuẩn khác. Cái viêm đó chính là viêm xúc tiết. Viêm xúc tiết là cái viêm nó chung cho tất cả. Nhưng mà đối với vi khuẩn lao thì em sẽ để ý một điều này. Là khi mà giai đoạn đầu thì nó có một cái viêm giống như tất cả các vi khuẩn khác. Và cái viêm này là viêm không đặc hiệu và là viêm xúc tiết. Nhưng mà một thời gian sau á, khi mà tiến triển á, thì bắt đầu nó sẽ xuất hiện những cái tổ chức mới. Và tổ chức mới này là chính do vi khuẩn lao nó tạo ra. Và khi nó xuất hiện tổ chức mới thì đương nhiên nó phải phá hủy cái tổ chức phổi. Và nó sẽ thay thế bằng một cái tổ chức mới nó tạo thành tổ chức đó và tổ chức hạt lao. Tổ chức hạt lao thì chỉ có vi khuẩn lao có mà thôi. Và cái tổ chức này thì nó sẽ thay thế, nó phá hủy và nó thay thế cái tổ chức phổi đang có. Nghĩa là cái cấu trúc phổi trong trường hợp này nó sẽ hoàn toàn bị phá vỡ. Và tổ chức hạt lao thì nó sẽ tiến triển dẫn đến những cái tổn thương rất là đặc hiệu. Đó là bạ đầu. Rồi từ bạ đầu đó nó sẽ xuất hiện cái hang. Háng là một trong những cái tiến triển theo chiều hướng xấu của bạ đầu. Bởi vì bạ đầu nó sẽ có xu hướng là hóa lỏng, mà sau đó thì nó sẽ dẫn lưu ra ngoài qua một phế quản thông, tạo ra một lỗ hổng mà là hang. Nhưng có một điều mà anh để ý, một điều này, bất cứ một cái tổn thương nào trong cơ thể nó đều song song hai cái quá trình, đó là phá hủy và tái tạo. Thì đối với vi khuẩn lao nó cũng thế. Sau khi nó phá hủy xong rồi thì cơ thể nó sẽ tái tạo, nhưng mà khi mà nó đã phá hủy theo cái bạ đầu, theo cái hang thì nó tái tạo. Đối với vi khuẩn lao thì tái tạo nghĩa là xuất hiện quá trình xơ hóa, tổ chức xơ nó sẽ thay thế và nó hàn gắn. Nhưng mà khi mà tổ chức xơ xuất hiện hoặc là cái quá trình vôi hóa của tổn thương, như vậy thì xơ và vôi hóa nó làm biến mất hoàn toàn cái cấu trúc giải phẫu của cái phổi, và cái phổi đó không còn cấu trúc giải phẫu bình thường nữa, thì đương nhiên rằng nó không còn chức năng nữa. Như vậy thấy rằng là cái viêm ban đầu và là viêm xuất tiết. Viêm xuất tiết có nghĩa là một cái viêm không đặc hiệu. Tất cả những cái vi khuẩn khác thì có thể tạo ra cái viêm như thế này. Viêm xuất tiết thì có một cái đặc điểm rất là quan trọng là nó không có phá hủy tổ chức. Nó chỉ là quá trình viêm thôi. Có nghĩa là trong trường hợp đây nó xung huyết, đúng không? Rồi là các cái vùng đó thì nó sẽ xuất hiện các cái tế bào của quá trình viêm thông thường. Và các cái tổ chức viêm này thì rõ ràng thấy rằng là hoàn toàn cấu trúc giải phẫu nó chưa có thay đổi. Như vậy thì hiểu mà chúng ta điều trị vào lúc này á, thì quá trình viêm này là do vi khuẩn lao, mà chúng ta can thiệp điều trị tốt, loại trừ vi khuẩn lao thì cái quá trình viêm này sẽ hết. Và như vậy thì vùng phổi này là trở lại bình thường. Như vậy thấy rằng là trong trường hợp này thì việc điều trị của chúng ta là sẽ không để lại những cái hậu quả là di chứng. Di chứng có nghĩa là cái vùng phổi đó nó không còn chức năng nữa. Như vậy thì khi mà chúng ta phát hiện sớm ở giai đoạn viêm xuất tiết và chúng ta điều trị thì chất lượng điều trị rất là tốt. Nhưng mà nếu tiến triển thì bắt đầu nó sẽ xuất hiện và đây là một cái tổ chức và là tổ chức bạ đầu. Đây là một chất đàm đông đặc có vô chất mỡ, là đầu tổ chức mới hoàn toàn do vi khuẩn nó tạo ra. Và vi khuẩn nó tạo ra cái tổ chức này ấy, thì chắc chắn nó sẽ là phá hủy cái tổ chức phổi ở đây. Và khi nó phá hủy tổ chức phổi ở đây thì nó sẽ thay thế một cái tổ chức mới của nó. Và cái bạ đầu này này thì nó có cái xu hướng thông thường là hóa lỏng. Hóa lỏng là bởi vì do vi khuẩn lao nó sẽ tiết ra cả cái enzyme, cả cái men. Và cả cái men này có tác động làm cho cái chất bạ đầu này nó hóa lỏng. Và khi hóa lỏng thì nó sẽ tạo ra hang. Và như vậy hang là gì em ấy? Hang là một cái lỗ hổng ở phổi. Lỗ hổng ở phổi. Và như vậy thì cái hang này là do gì?
là do cái tạo thành bã đầu trong quá trình tổn thương nặng hiệu của vi khuẩn lao, và chất bã đầu này nó hóa lỏng và sau đó thì nó sẽ được dẫn lưu ra ngoài qua một phế quản thông, và như vậy thì nó sẽ tạo ra cái tổn thương, và tổn thương này chúng ta gọi là hang. Hang chẳng qua là một cái rộng, một cái tổ chức rộng và ở phổi mất hoàn toàn dung mô. Ở đây có một cái hang khá lớn em ý, và em thấy cái hang này thì nó có cái đáy của nó có đỏ ý. Trong trường hợp này là một cái hang đang xuất huyết, và người bệnh này tử vong là do ho ra máu sẹt lạnh. Chúng ta qua phần giải phẫu vi thể. Thì giải phẫu vi thể thì chúng ta thấy này, có một cái mà chúng ta luôn luôn phải chú ý, đó là viêm do vi khuẩn lao thì có hai loại viêm. Một là viêm không đặc hiệu và hai là viêm đặc hiệu. Viêm đặc hiệu là gì? Có nghĩa là qua cái hình ảnh của giải phẫu bệnh, người ta có thể biết đó là do lao gây ra. Thì hình ảnh của cái viêm đặc hiệu này á, chính là hình ảnh của nang lao. Nang lao nó sẽ gồm có các cái chất bã đầu, tế bào khổng lồ lăng hăng, tế bào bản liên, tế bào đen cô, tế bào sơ. Và các em sẽ thấy rằng là thường thường trong các cái mẫu sinh thiết á, người ta thường hay đọc và các em xem thử là trong cái mô tả của họ là có mô tả các cái tế bào này không. Đây là hình ảnh của một cái hình nang lao. Như vậy thì đối với cái lao phổi, khi chúng ta cần cái giải phẫu bệnh mà trong cái vi thể làm chẩn đoán là trong các cái trường hợp là chúng ta nghi ngờ nhiễm khuẩn lao phổi và một cái ung thư phổi, đặc biệt là có những cái hình ảnh nó tương tự, các thể lâm sàng của lao phổi nó tương tự với ung thư, thì nó rất cần về giải phẫu bệnh. Và thường là đối với lao phổi thì cái hình ảnh giải phẫu bệnh để làm chẩn đoán thì nó ít hơn so với trường hợp lao ngoài phổi. Lao ngoài phổi thì rất cần hình ảnh giải phẫu bệnh, bởi vì cái số lượng vi khuẩn ở trong các cái tổn thương lao ngoài phổi nó rất là ít, cho nên cái khả năng tìm thấy vi khuẩn nó cũng khó. Và đa số thì chúng ta chẩn đoán lao ngoài phổi mà nếu cho một cái chẩn đoán sớm và chẩn đoán tương đối gọi là chắc chắn xác định thì giải phẫu bệnh, ví dụ như là tổn thương hạch thì chúng ta sinh thiết hạch, ví dụ như là có hạch lao, viêm hạch lao ở cổ chẳng hạn thì chặt sinh thiết hạch, hoặc là trong trường hợp là tổn thương là lao bạc màng, ví dụ màng phổi màng bụng chẳng hạn thì chúng ta sẽ sinh thiết màng phổi màng bụng, thì chúng ta sẽ có một cái chẩn đoán rất là rõ về giải phẫu bệnh. Và trong trường hợp này chẩn đoán là chẩn đoán xác định. Vậy thì thầy sẽ có một câu hỏi, trong lao trường hợp nào sẽ chẩn đoán xác định? Trong bệnh lao thì chẩn đoán xác định chúng ta sẽ dựa vào những yếu tố nào? Em nào trả lời được không? Thế thứ hai em xin trả lời à? Muốn làm chẩn đoán xác định thì trong lao nó sẽ dựa những yếu tố nào? Dạ thứ hai là em xin trả lời à? Ừ. Em trả lời thứ hai là chẩn đoán xác định là khi tìm được bằng chứng vi khuẩn và giải phẫu bệnh. Và giải phẫu bệnh à? Em đừng quên em nghĩ là có hai cái sẽ giúp em trong chẩn đoán xác định là một là vi khuẩn và hai là giải phẫu bệnh. Và vi khuẩn thì nó thường hay chúng ta đề cập đến trong lao phổi, và giải phẫu bệnh thì hay đề cập đến lao ngoài phổi. Rồi, thế cảm ơn em. Dạ. Tiếp. Hình thức khởi bệnh. Chúng ta có cấp tính, bảng cấp, màng tính. Và em nào có thể cho tôi biết căn cứ vào đâu để biết hình thức khởi bệnh đó là cấp tính, là bảng cấp hay màng tính? Thưa thầy, em xin trả lời. Em trả lời đi. Thưa thầy, là mình sẽ dựa vào các yếu tố như là thời gian xuất hiện các triệu chứng và mức độ nặng của triệu chứng đó. Ví dụ như thời gian cấp tính thì thời gian là thường là dưới 2 tuần. Bản cấp thì thời gian là thường là từ 2 đến 6 tuần. Và màn tính thì thường là trên 6 tuần.
Trường hợp cấp tính thì các triệu chứng thường là xuất hiện rất đột ngột và là nặng rầm rộ các triệu chứng. Còn bản cấp thì là xuất hiện các triệu chứng là từ từ, là diễn tiến của nó là từ nhẹ nhàng sau đó tăng dần. Ở bên mãn tính thì là triệu chứng có thể là xuất hiện nó không rõ ràng và mức độ nặng cũng không thay đổi nhiều lắm. À, chứ thế, xong chứ em. Dạ, hết rồi ạ. Rồi, cảm ơn em. À, tắc mít đi. Như vậy thì rõ ràng bạn nói rất là đúng em ấy. Cấp tính là chúng ta sẽ căn cứ này, cái đầu tiên là thời gian. Khởi bệnh dưới 2 tuần. Các triệu chứng xuất hiện đột ngột. Và các triệu chứng rất là rầm rộ. Bạn cấp. Thời gian khởi bệnh là từ 2 tuần trở lên và dưới 6 hoặc 8 tuần. Từ theo tác giả có đề cập đến 6 tuần, có tác giả đề cập đến 8 tuần, tức là khoảng thời gian khởi bệnh từ 2 cho đến 6 đến 8 tuần. Các triệu chứng thì nó sẽ xuất hiện là từ từ và các triệu chứng nó tăng dần dần lên. Và các triệu chứng thường là không có rầm rộ lúc đầu. Càng về sau thì nó lại càng rõ. Còn mãn tính thì thời gian khởi bệnh của nó từ 6 đến 8 tuần trở lên. Và hầu như các cái triệu chứng này, cách xuất hiện của nó ngay, người bệnh nó cũng không rõ vào lúc nào, và các triệu chứng là cứ dự điều điều như thế. Và thường thường đến khi mà chúng ta phát hiện thì đa số người bệnh là sẽ có triệu chứng toàn thân, hoặc là ví dụ như người bệnh suy nhược cơ thể hoặc là cây sụt vân vân. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy này. Đối với hình thức khởi bệnh trong lao phổi thì ưu thế vẫn là bản cấp. Một em nào giải thích cho thầy vì sao lại là bản cấp là ưu thế? Dạ thưa thầy, em xin trả lời. À, em trả lời đi. À, do cái cơ chế đặc điểm của vi khuẩn lao là có cái tính sinh sản chậm, thường là chu kỳ của nó thường là trong khoảng 20 đến 24 giờ, nên là tính chất bệnh của nó thường là bán cấp. Nếu em chỉ dựa vào một mình vi khuẩn để giải thích là chưa đủ. Em nói thêm đi. Như vậy thì em sẽ thấy rằng là cái vi khuẩn sinh sản chậm, các triệu chứng nó là do cơ thể nó đáp ứng hoặc nó phản ứng lại. Đồng ý các bạn ạ? Như vậy em thấy rằng là khi mà cái số lượng vi khuẩn nó tăng lên dần dần thì cơ thể nó cũng sẽ không phản ứng mạnh ngay từ đầu đó. Và các triệu chứng khi mà một cơ thể nó phản ứng không mạnh ngay từ đầu thì các triệu chứng nó sẽ từ từ xuất hiện, để khi mà cái số lượng vi khuẩn nó đủ theo thời gian thì nó sẽ đủ về mặt số lượng thì nó sẽ tạo ra cái bình cảnh các triệu chứng nó xuất hiện rõ ràng hơn. Như vậy thì đừng quên em nhé, khi mà giải thích đó, là chúng ta sẽ có khuẩn và có cả cơ thể nữa. Cái đáp ứng của cơ thể, vi khuẩn thì đặc điểm của nó sinh sản là chậm, số lượng là tăng từ từ, thì cơ thể chúng ta cũng là phản ứng các triệu chứng. Khi mà chúng ta phản ứng lại thì các triệu chứng nó cũng xuất hiện, bắt đầu nó nhẹ bởi vì số lượng vi khuẩn ít á, nhưng dần nó sẽ tăng dần dần lên thì cơ thể nó sẽ phản ứng và tăng dần theo. À, rồi. Rồi, cảm ơn em, tắt bếp đi. Cấp tính và mạn tính cũng có khả năng xảy ra nhưng mà tần suất của nó ít hơn. Vậy thì khi một trường hợp mà chúng ta thấy bệnh cảnh xảy ra nó cấp tính hoặc mạn tính thì trong thực hành lâm sàng chúng ta lưu ý những điều gì? Nhắc lại, bản cấp thì nó phù hợp với là đặc điểm của vi khuẩn là cho nên chúng ta thuyết phục chẩn đoán hơn, nhưng mà cấp tính và mạn tính cũng có trong khởi bệnh. Vậy thì trong cái bệnh cảnh mà nó có cấp tính có mạn tính đi trong thực hành thì chúng ta sẽ lưu ý điều gì khi bệnh cảnh xảy ra là cấp tính và mạn tính khi chúng ta làm chẩn đoán là? Em nào biết trả lời? Dạ thầy.
À, rồi em trả lời. Dạ, anh nghĩ là cần lưu ý thêm các vấn đề như là bệnh nền của bệnh nhân, như là có nhiễm HIV, đái tháo đường, chúng là tình trạng suy giảm miễn dịch. Cái này tuyệt đi. Dạ. Hoặc là các thói quen của bệnh nhân hút thuốc lá, tiếp xúc với chất nhiều. Em lại tiếp đi. Thấy chưa? Dạ, dạ rồi. Rồi, cảm ơn em. Một em khác trả lời xem có thử. Một em khác trả lời xem có thử. Dạ, em bổ sung rồi thầy. Rồi, em nói đi. Dạ, trong bên Lao thường là bản cấp, nhưng khi mà có bị là hình thức khởi bệnh là cấp tính thì mình có thể là nghĩ tới đó bên Lao, nhưng mà là bệnh lao đó là có là biến chứng như là ho ra máu, rồi là có thể đó là bệnh nhân đó là hình thành là các hang lao này, lan rộng, hoặc là cũng có thể là bệnh nhân có kèm theo là bội nhiễm các vi khuẩn khác nữa. Và một ý như như bạn vừa nói là có thể là phối hợp với các bệnh lao ngoài phổi hoặc là các bệnh khác, không phải là lao. Xong chưa em? Dạ hết ạ. Rồi tắt mic thầy sẽ nói em nhé. Dạ. Như vậy thì chúng ta thấy nếu khởi bệnh bản cấp thì chúng ta làm chẩn đoán là phù hợp. Nhưng mà nếu khởi bệnh cấp tính hoặc là mạng tính thì nó không phù hợp lắm. Và không phù hợp lắm thì các em sẽ lưu ý cái đầu tiên này. Cái bình thành chúng ta nghĩ đến chẩn đoán lao này chưa chắc là chẩn đoán lao. Đúng không? Nghĩ đến lao nhưng mà khởi bệnh nó lại không phù hợp cấp tính hoặc mang tính thì các em thấy rằng là chưa chắc là chúng ta đưa ra chẩn đoán nó phù hợp. Vậy thì bắt buộc các em làm một điều rất là quan trọng, đó là chẩn đoán phân biệt. Ví dụ cấp tính là phải làm chẩn đoán phân biệt về viêm phổi, mang tính là phải làm chẩn đoán phân biệt về ung thư. Ý thứ hai là khi mà một cái lao phổi mà cái khởi bệnh của nó không còn giống như là kinh điển là mạng cấp nữa thì các em sẽ đừng quên rằng là cái lao phổi này á là không có đơn thuần. Không có đơn thuần có nghĩa là có hai tình huống xảy ra. Một là lá phổi này có biến chứng. Cái biến chứng có thể là lá phổi xuất hiện lão măng phổi, biến chứng lão măng phổi. Em biết rằng 50% lão măng phổi khởi bệnh là cấp tính. Hoặc là cái lá phổi này nó sẽ biến chứng là lão kê, là khởi bệnh nó là cấp tính. Như vậy thì em sẽ để ý rằng là trong trường hợp là này thì đừng quên rằng có khả năng lá phổi chúng ta là không chỉ là lá phổi đơn thuần thôi, mà lá phổi này là lá phổi có biến chứng. Cái thứ hai là nó không phải là một cái lá phổi đơn thuần, chỉ là lá phổi này cộng với một bệnh phổi hợp. Và chính là trên cái nền lá phổi như thế thì bệnh phổi hợp nó nổi trội lên. Như vậy thì nói tóm lại, khi chúng ta đưa ra, đặc biệt là trong trường hợp chúng ta chẩn đoán không có bằng chứng vi khuẩn, thì một trong những cái mà chúng ta phải biện luận chẩn đoán đó là hình thức khởi bệnh. Sự phù hợp chính là bản cấp. Nhưng mà nếu cấp tính và mạng tính thì em đừng quên, một là chẩn đoán phân biệt, hai là phải xem xét thực thử trường hợp này có khả năng có biến chứng không, và thứ ba bệnh phối hợp. Chúng ta tiếp. Như vậy thì đối với trường hợp lao phổi hay nằm cách khác là cái viêm phổi do vi khuẩn lao, đã là viêm phổi thì chắc chắn nó sẽ phải có một cái hội chứng, đó là hội chứng đặc phổi. Mà cái vi khuẩn gây bệnh trong trường hợp này là vi khuẩn lao, cho nên nó sẽ có một hội chứng liên quan đến lao, đó là hội chứng nhiễm trùng nhiễm độc lao. Như vậy thì trong cái lao phổi thì chúng ta sẽ có hai hội chứng, một là hội chứng nhiễm trùng nhiễm độc lao cộng với hội chứng đặc phổi thì nó trở thành là cái viêm phổi do vi khuẩn lao, hay chúng ta nói gọn là lao phổi. Như vậy thì những cái triệu chứng mà nhiễm trùng nhiễm độc lao này á, thì nó sẽ là những triệu chứng mà chúng ta cần phải khai thác. Bởi vì khi em nghĩ đến lao thì xem có thử những triệu chứng này nó có không. Nó càng có nhiều triệu chứng thì cái khả năng chúng ta đưa ra chẩn đoán nó càng thuyết phục hơn. Thì nó có rất nhiều trong cái nhiễm trùng nhiễm độc lao. Thì thầy sẽ triển khai cho em là hai cái, một là sốt và sụt cân,
một số triệu chứng khác để xem tài liệu. Như vậy thì chúng ta thấy đặc điểm của triệu chứng sốt mà chúng ta hay hỏi người bệnh là sốt nho láo thì chúng ta lại là sốt nhẹ này, sốt cái chiều tối này, sốt kéo dài. Đứng dưới kéo dài này là do cái tình trạng bệnh nồng màng tử tâm kéo dài. Như vậy thì chúng ta có hai cái mà cần phải giải thích cho nó rõ, đó là vì sao sốt do vi khuẩn lao gây ra sốt bệnh nhẹ và vì sao lại là rõ rệt vào chiều tối. Câu hỏi đầu tiên này, vì sao trong lao thì sốt nhẹ? Sốt nhẹ là dễ mẻ thì đã chỉ xung quanh khoảng 38 độ thôi, 37 độ 8, 38 độ 2 khoảng đó thôi, mà hay như thế thôi, tức là trên 37 độ rưỡi, dưới 38 độ hoặc xung quanh 38 độ, thì khi nó vượt lên là 38 độ rưỡi hoặc là 39 độ trở lên là sốt nhẹ. Thì hỏi này, em nào trả lời được vì sao trong lá phổi sốt lại là sốt nhẹ? Dạ em xin trả lời ạ. Em trả lời đi. Dạ thầy, là trong lá phổi sốt nhẹ là do cái vi khuẩn này khi tốc độ phát triển chậm cho nên nó việc mà giải phóng nên cái chất hóa học trung gian như là chất trung gian chất gây sốc nội sinh như interleukin 6 thì nó chậm, nó thấp và nó được kìm hãm bởi cái hệ có một cái sự đấu tranh giữa hệ miễn dịch của cơ thể và vi khuẩn lâu, và cho nên là cái tốc độ mà sinh ra cái chất gây sốc này nó thấp và nó thích về sốc về chiều, vi khuẩn này là thường phát triển vào buổi chiều, tốc độ nhân lên chậm và thường vào chiều tối, và cái nhịp sinh học của cơ thể là corticoid là mạnh về nồng độ trong máu cơ vào buổi sáng và thấp vào buổi chiều, cho nên là cái khả năng kháng viêm của corticoid này thấp về chiều, cho nên là tạo điều kiện cho nó sốc nhẹ về chiều. Thầy hỏi em này, vì sao lại có sốt xuất hiện khi có viêm lao? Dạ là vì khi vi khuẩn này đi vào cơ thể thì sẽ tạo ra những cái chất trung gian gây sốc do kích thích cái bạch cầu để tạo ra interleukin và tác dụng vào điểm điều nhiễm của cơ thể cho nên gây sốc ạ. Trả lời tốt đấy mẹ. Tôi tăng lên cái loại. Như vậy thì cái đầu tiên bạn trả lời là sốt rồi nhẹ. Thì em hiểu rồi, vi khuẩn lao nó sinh sản chậm, mà vi khuẩn lao sinh sản chậm cho nên đáp ứng của cơ thể nó sẽ không mạnh, và điều này để giải thích vì sao sốt nó không cao. Thì thứ hai là giải thích vì sao sốt vào buổi chiều tối. Thì chúng ta biết rằng là khi vi khuẩn lao xâm nhập vào trong cơ thể nó tạo ra viêm, và viêm thì nó sẽ tạo ra các chất trung gian hóa học, ví dụ như là interleukin 1, interleukin 6, đây là những chất có thể tác động đến cái trung tâm điều nhiệt, và như vậy thì nó sẽ tạo ra sốt. Thì cái quá trình viêm xảy ra càng mạnh thì đương nhiên là sốt được càng rõ rệt. Và chúng ta xem xét về cái thời gian sinh sản của vi khuẩn, tăng trưởng của vi khuẩn, thì theo các nhà vi sinh thì họ sẽ thấy rằng là cái thời gian tăng trưởng của vi khuẩn lao giữa buổi sáng với buổi chiều thì buổi chiều thì nó tăng trưởng mạnh hơn. Như vậy thì khi vi khuẩn lao nó tăng trưởng mạnh vào buổi chiều có nghĩa là cái quá trình viêm vào buổi chiều nó sẽ mạnh hơn so với buổi sáng. Và quá trình viêm nó càng mạnh thì nó sẽ tạo ra các chất trung gian hóa học càng nhiều hơn và sốt nó sẽ rõ rệt hơn vào buổi chiều. Chúng ta biết rằng là corticoid thì nó có tác động là chống viêm. Nhịp sinh học của corticoid sáng và chiều có sự khác biệt. Buổi sáng thì thường nó ít nhiều hơn và buổi chiều thì nó ít hơn. Tương đối sẽ thấy này, buổi sáng là vi khuẩn lao nó sinh sản, tăng trưởng nó chậm, nó không mạnh. Corticoid thì nồng độ trong máu nó cao. Như vậy thì cái quá trình viêm vào buổi sáng nó sẽ không bằng so với buổi chiều. Buổi chiều là cái thời gian tăng trưởng của vi khuẩn lao nó mạnh và corticoid thì nó lại là nồng độ trong máu nó ít. Thì nó đoán thấy rằng là cái quá trình viêm vào buổi chiều nó thuận lợi hơn. Từ đoán thấy rằng là cái các cái biểu hiện
mà liên quan đến sốt thì nó hay rõ rệt vào buổi chiều, chiều tối. À, một triệu chứng nữa là triệu chứng sụt cân. Thì em để ý rằng là cái sụt cân á, thì nó sẽ liên quan đến hai. Một là đối với là bình lao thì có thể là chính cái triệu chứng này. Một triệu chứng xuất hiện trong trong bình lao đó là triệu chứng chán ăn. Chán ăn là một trong những cái triệu chứng của hội chứng nhiễm trùng nhiễm độc lao. Chán ăn như thế thì cũng làm cho cái người bệnh có thể là sụt cân. Như vậy thì khi khai thác triệu chứng chán ăn, em đừng quên này, nó có hai tình huống xảy ra. Một là người bệnh ăn số lượng vẫn bình thường, nhưng mà cảm giác ngon miệng của họ không còn. Có nghĩa là người bệnh vẫn ăn đủ giống như trước đây, nhưng mà cái cảm giác ngon miệng nó lại không có. Tình huống thứ hai là người bệnh ăn vẫn có thể ngon miệng, nhưng mà cái số lượng của nó là giảm. Và một tình huống nữa là cả hai cái luôn, vừa không ngon miệng mà lại vừa số lượng nó giảm. Thì khi khai thác triệu chứng chán ăn phải chú ý như thế. Như vậy thì chán ăn là một trong những triệu chứng do tác động của nhiễm trùng nhiễm độc của vi khuẩn lao tạo ra. Và em thấy rằng là một trong những cái liên quan đến chất trung gian hóa học đó là yếu tố hoại tử alpha. Đây là một cái yếu tố mà chất trung gian hóa học được tiết ra trong quá trình của viêm lao. Thì chính cái này cũng là một trong những cái tác động đến cơ thể gây ra tình trạng gây sụt của cơ thể. Như vậy thì khi một người bệnh mà có sụt cân thì đừng quên rằng có thể do chính cái bình lao, rồi là hoặc có thể là do cái tình trạng của người bệnh, điều kiện thuận lợi của nó là nghèo, đói, suy dinh dưỡng. Thì tất cả những cái đó chúng ta cần phải lưu ý. Cho nên đừng quên rằng là khi chúng ta khai thác và chúng ta thăm khám thì để mà chúng ta nói cái sụt cân này thì các em phải biết cân nặng của người bệnh và biết chiều cao của người bệnh để chúng ta tính ra cái BMI. Và khi BMI của nó dưới 18,5 thì chúng ta sẽ lưu ý rằng người bệnh này có thể là sụt cân. Nhưng mà nếu cái sụt cân này là chỉ do cái bình lao đó tạo ra không thôi thì cái mức độ sụt cân thì nó ít. Nhưng mà nếu khi nó kết hợp thêm thì suy dinh dưỡng hoặc là cái tình trạng của người bệnh tiến triển theo chiều hướng là lâu dài thì cái sụt cân này nó sẽ kèm theo cả cái tình trạng suy dinh dưỡng. Có nghĩa là lúc này thì BMI của người bệnh nó rất thấp, có thể là dưới 16. Và khi dưới 16 như thế thì lúc này khi làm chẩn đoán là phải lưu ý rằng người bệnh này vừa có lao phổi mà vừa có suy dinh dưỡng nữa. Và như vậy thì trong cái quá trình điều trị thì em phải điều trị đồng thời giữa lao phổi và điều trị suy dinh dưỡng. Như vậy thì em để ý rằng là khi khai thác triệu chứng sụt cân thì chúng ta cũng phải lưu ý điều đó. Cái sụt cân trong lao thì cái mức độ là vừa phải. Nhưng mà nếu nó sụt cân nhiều quá, ví dụ như là trong khoảng một tháng mà sụt từ 10-2% trọng lượng cơ thể, tức là nó sụt rất là nhiều, thì em đừng quên rằng là sụt cân quá nhiều là phải nghĩ đến khả năng một chẩn đoán khác. Đặc biệt khi một người mình có tổn thương phổi mà sụt cân rất là nhiều thì phải nghĩ đến là người mình đã có thể một cái ung thư phổi, hoặc là người bệnh này cộng với một cái bệnh nền phối hợp, ví dụ như là trên đối tượng nhiễm HIV v.v. Một số triệu chứng khác như là mệt mỏi, ra mồ hôi trộm, rồi làm kinh nguyệt thì các em đọc thêm ở trong giáo trình. Hội chứng đặc phổi ở đây đối với trường hợp là lao phổi thì chúng ta thường hay gặp hội chứng đặc phổi không điển hình. Nó khác với trường hợp em học ở bên nội, trong cái bệnh về viêm phổi thì chúng ta hay gặp là hội chứng đặc phổi điển hình. Vậy thì em nào phân biệt cho thầy vì sao trong trường hợp lao phổi thì thường là hội chứng đặc phổi nó không có điển hình, và khi nào thì gọi là không điển hình? Em nào biết thì trả lời. Vì sao trong cái viêm phổi thì chúng ta hay gặp là hội chứng đặc phổi điển hình?
trong lao thì đặc biệt không điển hình. Em trả lời đi. Dạ thầy, là do viêm phổi do lao á, là viêm phổi tổn thương rải rác nên là biểu hiện viêm phổi không điển hình. Tiếp đi em. Sao thì chúng ta xác định viêm mạc lâm sàng thì viêm phổi này không điển hình. Dạ thầy, là viêm mạc lâm sàng thì mình có thể thăm khám qua có hay không có cái âm thuật ống không? Chính xác em ý, có hai ý, cảm ơn em. À, tắt mình đi. Như vậy thì chúng ta sẽ lưu ý rằng là trong cái trường hợp hội chứng đặc phổi mà gọi là điển hình thì thường em sẽ nghe được ống thổi ống. Còn trường hợp mà chúng ta không nghe được ống thổi ống thì là trường hợp đây là không có điển hình. À, vì sao chúng ta nghe được ống thổi ống? Bởi vì thường trong trường hợp đây tổn thương cương phổi mà thường là cả mục suy. Ví dụ như trong trường hợp là viêm phổi do phế cầu chẳng hạn. Nhưng mà trong trường hợp không nghe thổi ống thổi ống thì do cả cái tổn thương đó không nguyên cả mục suy bị tổn thương. Mà tổn thương này là nó lại rải rác kia nói. Và chính điều đó chúng ta thấy rằng trong lao phổi thì khi mà tổn thương nguyên cả mục suy lắm. Cho nên là chúng ta thường hay đưa ra cái hội chứng đặc phổi ở trong lao phổi là hội chứng đặc phổi không điển hình. Thì chúng ta thường thấy có triệu chứng ho, triệu chứng đau ngực, triệu chứng khó thở. Thì em thấy rằng là ho thì có thể ho khan hoặc là ho khạc đờm. Ho ra máu thì thầy nói thêm vào đấy thôi, nhưng thực sự trong hội chứng đặc phổi thì nó không có đấy, ho ra máu. Khi có ho ra máu thì chúng ta sẽ lưu ý một điều rằng là người bệnh này là có biến chứng. Trong hội chứng đặc phổi thì không có triệu chứng ho ra máu. Khi có ho ra máu thì đứng về mặt bệnh học ở trong lao phổi đó là biến chứng. Thì em để ý rằng là cái ho ra máu thì người ta lại nghi ngờ người đó mắc lao phổi, rất thường gặp. Khi ho ra máu thì là dễ nghĩ đến người đó là phải chẩn đoán lao phổi. Vậy thì ho ra máu trong trường hợp này là một triệu chứng phát hiện bệnh. Nhưng em thấy rằng trong chương trình chống lao họ sẽ sử dụng các triệu chứng để phát hiện bệnh này. Ví dụ em khám em thấy có một cái ho khạc đờm kéo dài, có một cái sốt kéo dài, thì đấy là những cái triệu chứng cơ năng và triệu chứng toàn thân của bệnh. Hoặc là khi em khám em thấy người đó có gây sốt thì em nghĩ đến khả năng chẩn đoán lao phổi, thì đây là một triệu chứng toàn thân của bệnh. Em khám thì em phát hiện thấy người bệnh đó có ho ra máu thì em nghĩ người đó là lao phổi, thì ho ra máu trong trường hợp này là một cái triệu chứng mà em nghi ngờ để phát hiện bệnh. Nhưng mà đứng về mặt bệnh học thì ho ra máu là biến chứng của bệnh. Như vậy thì khi mà chúng ta làm chẩn đoán ở bệnh phòng á, mà người bệnh có ho ra máu thì em sẽ đưa cái ho ra máu này vào trong phần biến chứng. Có nghĩa là ví dụ chẩn đoán lao phổi AB dương tính, biến chứng ho ra máu. Như vậy thì em để ý rằng là ho ra máu là một triệu chứng phát hiện bệnh, nhưng mà đứng về mặt bệnh học thì ho ra máu là một biến chứng của bệnh. Triệu chứng ho khan, ho khạc đờm thì nó hay gặp. Những triệu chứng đau ngực và khó thở thì nó ít gặp hơn. Hai triệu chứng đau ngực và khó thở khi xuất hiện thì em để ý rằng là nó hay rơi vào tình huống là các em gặp biến chứng của lao phổi, vì cái xuất hiện là tràn dịch màng phổi, tràn khí màng phổi, lao kế. Hoặc là trong những trường hợp người bệnh một cái lao phổi nhưng mà phát hiện muộn thì diện tích tổn thương nó rộng, do đó nó không còn cái nhu mô phổi để mà tham gia vào hô hấp nữa, nên khó thở. Thì phần lớn các triệu chứng đau ngực và khó thở chúng ta thấy rằng là nó khi gặp thì hoặc em phải chú ý rằng là có thể xuất hiện biến chứng, hai có thể là trong trường hợp này người bệnh là phát hiện muộn và tổn thương lao nó lan rộng. Và đừng quên một cái rất quan trọng nữa, khi có đau ngực và khó thở thì triệu chứng này các em phải chẩn đoán phân biệt với các bệnh phổi hợp. Thế hội chứng đặc phổi không điển hình chúng ta xét về là các triệu chứng thực thể. Thì các triệu chứng thực thể thì em thấy rằng là chúng ta hay gặp là các cái nghe các cái ran, cái nổ rất ẩm. Nhưng mà thực tế thế này này, thực tế là chúng ta khám đa số trường hợp thì hầu như chúng ta không nghe được triệu chứng thực thể. Có nghĩa là cái phổi đó chúng ta khám nó tương đối hoàn toàn hoặc là bình thường, rất là hay gặp. Nhưng mà sẽ có những lúc, một số trường hợp thì các em sẽ nghe được rất nổ,
ẩm ở các cái vị trí. Thường thường này thì đến trong cái chẩn đoán thực thể của cái lá phổi ấy, nếu em nghe ở trên lỗ trên ẩm ở một cái vị trí cố định, mà đặc biệt cái vị trí đó nó hay gặp các cái tổn thương ở phổi, như em nghe ở cái vùng phổi trên thì nó lại rất phù hợp. Ví dụ như là cái vùng mà em nghe là ở khoảng giác xương 2-3 chẳng hạn, đúng không? Thì nghe được là nổ rất ẩm mà nó cố định các cái vị trí đó, thì thường thường là đôi lúc bạn em vẫn nghĩ đến khả năng cái này là nghĩ đến lá phổi, nó có giá trị trong vấn đề là chẩn đoán. Nhưng mà có một cái trong thực hành thì đa số nó sẽ rơi vào là hầu như các em không khám được triệu chứng thực thể. Còn mà là rung thanh giảm, gõ đục dưới răng phía đang giảm thì thực tế khi các cái bình phẩm mà tiến triển rất rõ, tổn thương nó rộng hoặc là xuất hiện các cái biến chứng thì lúc đó chúng ta mới phát hiện ra triệu chứng thực thể. Cần lâm sàng quan trọng trong chẩn đoán bệnh lao phổi, chúng ta qua một cái mục rất là quan trọng, đó là cần lâm sàng. Như vậy thì cần khái cần lâm sàng mà thầy sẽ nói cho các em trong cái buổi giảng hôm nay ấy, đó là chẩn đoán vi khuẩn và chẩn đoán hình ảnh. Vậy thì em sẽ để ý này là đối với chẩn đoán vi khuẩn thì thầy sẽ không nói nữa, là bởi vì trong cái bài đặc điểm bệnh lao, trong cái đặc điểm đầu tiên bệnh lao là một bệnh nhiễm khuẩn thì cái người già cô Nguyên cô đã đề cập cho em là cả cái phương pháp tiêm vi khuẩn. Thì thầy hỏi này, ai trả lời cho thầy biết rằng là có bao nhiêu cái phương pháp tiêm vi khuẩn lao và những cái phương pháp đó nếu chúng ta áp dụng hiện nay thì là những cái phương pháp nào? Có bao nhiêu phương pháp chẩn đoán vi khuẩn lao trong bệnh phẩm và hiện nay chúng ta đang áp dụng những phương pháp nào? Đã nào trả lời được không ạ? Dạ thầy. Rồi em trả lời đi. Dạ thầy, cho em xin trả lời là các phương pháp phát hiện vi khuẩn lao hiện nay là thứ nhất là soi trực tiếp, là gồm rượu nến sen hoặc là nhuộm hình quang. Thứ hai là có thể nuôi cấy. Thứ ba là sinh học phân tử. Và thứ tư có thể là phản ứng nhận tiếp. Và các phương pháp hiện nay mà hay sử dụng nhiều nhất đó là nuôi cấy định danh vi khuẩn và sinh học phân tử. Nuôi cả định danh vi khuẩn là gồm phương pháp cổ điển hoặc là bắt test MGIT trong môi trường lỏng. Sinh học phân tử thì gồm cả phương pháp như PCR, GenExpress hoặc là hand test. Em xong dạ, em xin hết. Rồi em trả lời câu hỏi thầy này. Cái phương pháp bắt chẩn vi khuẩn lao trong cộng đồng là phương pháp gì? Dạ, dạ. Phương pháp chẩn đoán vi khuẩn lao trong cộng đồng là phương pháp gì? Dạ, thêm nó là giúp em. Phương pháp chẩn đoán vi khuẩn lao trong cộng đồng là phương pháp gì? Dạ, thầy, phương pháp mà chẩn đoán vi khuẩn lao trong cộng đồng là... Dạ, thầy, soi trực tiếp. Soi trực tiếp. Như vậy thì chắc thầy biết ưu điểm và khuyết điểm của phương pháp soi trực tiếp. Dạ thầy, ưu điểm của phương pháp soi trực tiếp đó là khi mà ta dùng phương pháp rượu nến sen hoặc nhuộm hình quang, ta sẽ thấy rõ được là trực khuẩn lao. Nhưng mình không phương pháp đây không trả lời là vi khuẩn lao. Họ đâu có trả lời chúng ta là vi khuẩn lao mà trả lời dạ, A, B. A, B
tiếng Việt là gì ạ? Dạ, FB là định nghĩa đó là vi khuẩn kháng axit. Kháng axit. Dạ. Có thể hỏi em luôn này, vì sao gọi là vi khuẩn kháng axit? Em học bài này với cô Nguyễn là vậy không? Bài đặc biệt là vì sao người ta lại là nói vi khuẩn kháng axit? Như bé thấy rằng là đối với là cái khuyết điểm đầu tiên á, của phương pháp xoay kính này là không định danh được vi khuẩn, đúng không? Dạ. Mà chỉ trả lời là trực khuẩn kháng axit. Vậy thì đâu có phải chỉ có một mình vi khuẩn lao là trực khuẩn kháng axit, mà có thể tất cả những vi khuẩn thuộc họ Mycobacterium đều có đặc tính là kháng axit cả. Vậy thì hỏi em này, trực khuẩn kháng axit, vì sao gọi là trực khuẩn kháng axit? Dạ thầy là khi ta dạ khi mà tại vì vi khuẩn đó nó bên mau với axit, đơn giản được thôi ạ. Bên mau với axit phải là các em khả suy nghĩ xem có thử có câu trả lời nó hoàn chỉnh không. Em xin trả lời ạ, phong tập ạ. Rồi, em trả lời. Dạ, người ta gọi là trực khuẩn kháng axit cồn, bởi vì khi người ta nhộm nhộm thì sau khi nhộm cái trong còn cái bước tới bước nhộm người ta rửa lại bằng một cái dung dịch là axit và cồn thì nó không bị trôi đi cái mập xuất sinh, cho nên mình vẫn còn thấy được trên kính hiển vi, cho nên gọi là trực khuẩn kháng axit cồn. Câu trả lời trước hoàn chỉnh, một bạn khác trả lời xem có từ. Em lưu ý rằng là cái bài này và bài điều trị là hai bài thầy sẽ ra cho em thi rất là rất là nhiều, đặc biệt là đi lâm sàng ấy thì sẽ trong cái thời gian này sẽ cố gắng là em học rõ hai cái bài này, sau này sẽ bài điều trị thì hai là hai cái bài mà rất là kỹ, là bởi vì các em sẽ thi và phần lớn nó sẽ dựa trên hai bài này. Phương pháp chẩn đoán vi khuẩn lao trong cộng đồng là phương pháp soi kính hiển vi trực tiếp, hay gọi tắt là phương pháp soi kính. Và cái kỹ thuật người ta làm của phương pháp này là kỹ thuật nhuộm Johnson. Vậy thì với kỹ thuật này thì nó sẽ bộc lộ ra một cái đặc tính rất quan trọng, đó là đặc tính kháng axit của vi khuẩn. Vậy thì hỏi vì sao lại là kháng axit? Đã trả lời được không? Dạ thầy, em xin trả lời ạ. Dạ rồi, em trả lời. Dạ thầy, là tính kháng axit cồn đi được thể hiện ở hai điểm, là thứ nhất là không bị diệt bởi axit và cồn ở nồng độ diệt được các vi khuẩn khác. Vậy thứ hai là không bị cồn và axit tẩy màu trong quá trình nhuộm. Cái câu hỏi ở Hà Nội mà em mà ba Sài Gòn trả lời, câu hỏi và câu trả lời là hai đường thẳng song song em hiểu. Dạ. Em khác trả lời xem cái thử. Dạ thầy, em xin trả lời. Dạ thầy, em trả lời. Dạ thầy, là tính kháng axit cồn là do là cái màng bọc bên ngoài của vi khuẩn lao là cấu tạo từ axit mycolic, là lại làm cho nó là có tính kháng axit cồn, cho nên là nó không bị tẩy bay màu đỏ phút xin trong khi mà sử dụng cồn chỉ biết độ axit sulfuric. Như vậy thì câu trả lời của bạn là chính xác này. Rồi, đặc biệt thì thầy sẽ nói thêm. Như vậy thì sẽ thấy rằng là đặc tính của vi khuẩn thuộc họ Mycobacterium là cấu tạo thành tế bào hay là vách tế bào thành phần lipid rất cao. Cụ thể đối với vi khuẩn lao là acid mycolic, thành phần lipid có thể chiếm đến trên 40% trong lượng khô của vi khuẩn. Do đó thì cái cấu tạo của cái vách tế bào hay thân tế bào của vi khuẩn là thành phần lipid rất là cao. Các biệt trang bình thường nếu chúng ta lấy cái phẩm nhuộm đỏ phúc xin rồi chúng ta cho vào cồn 90 độ hoặc là acid sulfuric thì nó sẽ mất màu đỏ. Như vậy thì trong cả cái bước nhuộm của Johnson thì bước đầu tiên là người ta sẽ nhuộm màu
đỏ của phúc sinh. Rồi sau đó thì các bước tiếp theo, người ta sẽ tẩy cái màu đỏ đó bằng cồn hoặc là axit, thường là axit sulfuric. Nhưng mà do cấu tạo của thân tế bào thành phần lipid rất là cao, do đó nó ngăn không cho axit thấm vào. Và khi axit nó không thấm vào được thì cái màu đỏ khi vi khuẩn đã bắt rồi nó sẽ không bị tẩy. Và chính điều đó người ta gọi là trực khuẩn kháng axit. Như vậy thì em sẽ thấy rằng là có hai cái cách làm. Một là người ta sử dụng cái phẩm nhuộm đỏ phúc sinh thì vi khuẩn nó sẽ bắt màu đỏ. Cái thứ hai là người ta sẽ sử dụng phẩm nhuộm hình quang đọc trên đèn LED. Ví dụ như là sử dụng phẩm nhuộm oramin, và họ sẽ thấy rằng là vi khuẩn nó sẽ phát sáng trên cái nền tối. Thì hai cái này đều cũng là một cách hoàn toàn là giống nhau và là phương pháp soi kính hiển vi trực tiếp, hay gọi là soi xoay kính. Nhưng mà đối với trường hợp người ta dùng hình quang và đọc cái đèn LED thì nó sẽ cho chúng ta cái kỹ thuật làm cũng giống như là cái thời gian cũng giống như là cái số lượng màu của làm thì nó sẽ là nhiều hơn, bởi vì vi khuẩn nó sẽ phát sáng dưới cái đèn LED. Nhưng mà điều quan trọng là cái này thì nó mắc hơn. Cái đó thì ở Bệnh viện Trung ương Huế thì họ sẽ sử dụng cái kỹ thuật là soi kính hiển vi trực tiếp bằng cách là hòa nhuộm với oramin và đọc dưới đèn LED. Nhưng mà các cái huyện, nói chung là các cái nơi mà rất phổ biến trong cộng đồng thì họ lại sử dụng nhuộm bằng kỹ thuật là nhuộm dưới đèn sơn và lấy cái phẩm nhuộm là màu đỏ và họ đọc dưới kính hiển vi quang học. Như vậy thì anh sẽ thấy rằng là ở Bệnh viện Trung ương cũng là trả lời IP dương tính, nhưng mà họ lại sử dụng là cái cách họ làm phẩm nhuộm của họ là phát hình quang và đọc cái đèn led cho nó rất mắc em nhỉ. Thì cái đèn mà nó thay thì 20 giờ nó phải thay một lần lực, cho nên giá thành nó đắt hơn. Đó là cái rất là phổ biến. Như vậy thì cái ưu điểm đầu tiên ai biết? Ưu điểm của phương pháp soi kính hiển vi trực tiếp. Dạ thầy, là giá thành rẻ và dễ triển khai. À, chắc chắn rồi, tiếp đi em. Thứ hai là mình chuẩn đoán được ở những cái cộng đồng, ở những cái nơi mà có tình trạng để có thể là thực hiện chuẩn đoán mà cộng đồng. Đương nhiên rồi, em vừa nói là nó rẻ, nó dễ thì rõ ràng là triển khai cộng đồng bằng phương pháp này. Tiếp đi. Dạ. Em chưa nghĩ ra. Chưa nghĩ ra. Dạ, thầy có thể gợi ý với em đi. Không, em cảm xem cái thử. Dạ vâng. Vì sao phương pháp xoay kính hiển vi trực tiếp trở thành phương pháp chẩn đoán vi khuẩn lao trong cộng đồng? Thì có ưu điểm của nó chứ. Thì thưa thầy là em xin trả lời ạ. Em trả lời đi. Thì thưa thầy là em xin bổ sung thêm ý của bạn là cái ưu điểm của nó là nó kết quả của nó là tin cậy hơn là X quang phổi để chẩn đoán nguồn lây ạ. Thứ hai là nó là theo dõi cái quá trình điều trị và cái kết luận là bệnh nhân là khỏi bệnh hay không. Và thứ ba là cho nó kết quả nhanh. Và còn hai ý còn lại là của bạn sự ạ. Như thế thì em trả lời nó đầy đủ hơn so với mạng vừa rồi. Thôi thầy sẽ nói tiếp. Yeah. Ý đầu tiên là ưu điểm. Đây là một cái phương pháp mà rẻ. Nó dễ thực hiện. Vì sao nó rẻ? Bởi vì chỉ có phẩm nhuộm, có kính hiển vi quang học. Nó dễ thực hiện là bởi vì kỹ thuật viên đa khoa người ta làm. Bất cứ nơi nào cũng có thể làm được. Giá thành thì nó rẻ. Và nó tiếp cận với người dân trong cộng đồng cũng rất là thuận tiện. Cái thứ hai, đây là một trong những cái phương pháp mà phát hiện được nguồn lây quan trọng. Chúng ta học hồi nãy, những trường hợp nào lao phổi áp bê dương tính thì là nguồn lây chính. Như vậy về phương pháp này khi phát hiện ra dương tính thì rõ ràng chúng ta đã phát hiện được nguồn lây.
Và đương nhiên là phát hiện đường nguồn lây thì chúng ta sẽ điều trị các đường nguồn lây đó, và cái bệnh lao ở trong cộng đồng là sẽ giảm. Và cái thứ ba, bằng cả cái phương pháp xoay kính đây, chúng ta xét nghiệm đơm và các thảm quy định của phác đồ, thì chúng ta có thể đưa ra kết luận đánh giá kết quả điều trị. Do đó thì cái bệnh lao phổi có thể điều trị ở tại địa phương bất cứ cái cơ sở nào, y tế cơ sở cũng có thể là tham gia điều trị. Như vậy thì chúng ta có ba cái lợi ích như thế, và chính điều đó thì đã triển khai để mà chẩn đoán lao phổi bằng phương pháp xoay kính rất phổ biến trong chẩn đoán cộng đồng. Nhưng mà nó là có khuyết điểm. Em nào cho biết khuyết điểm? Dạ thưa thầy, em trả lời ạ. Em trả lời đi. Dạ thưa thầy, nhược điểm của phương pháp soi kính này thì thứ nhất là nó rất là khó dương tính, tại vì là trong 1 ml phải có từ 5.000 vi khuẩn trở lên thì mới được dương tính. Thứ hai thì nó sẽ không định nhanh được vi khuẩn lao. Và thứ ba thì nó kết quả của nó sẽ bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, như là bởi kỹ thuật lấy đờm, bởi đặc điểm tổn thương hoặc là kỹ thuật hàng xét nghiệm. Dạ em xin hết ạ. À, như vậy thì cái đầu tiên là nó phụ thuộc vào số lượng vi khuẩn, đúng không? Như em nói, số lượng vi khuẩn nó đủ lớn thì lúc đó kết quả mà trả lời là dương tính. À, cái thứ hai là nó không định danh được vi khuẩn. Em có thể phân tích ý này. Dạ thưa thầy, tại vì tính chất kháng axit cồn này thì gặp trong họ Mycobacterium, có thể gặp trong cả vi khuẩn trực khuẩn phong nữa, nên là không thể trực tiếp được định danh được Mycobacterium tuberculosis. Có nghĩa là trong trường hợp này chúng ta chỉ biết đó là một trực khuẩn kháng axit thôi, chúng hoàn toàn không chắc chắn đó là trường hợp đó là vi khuẩn lao, đúng không? Tại đây trong cái bài mà HIV em sẽ thấy trực khuẩn không điển hình, tức là thuộc họ Mycobacterium, bình thường nó sẽ không có gây bệnh, nhưng mà trên đối tượng nhiễm HIV thì nó lại gây bệnh. Bên cạnh lâm sàng, xét nghiệm vật AB dương tính, chẩn đoán hình ảnh cũng có hang tương tự giống như là lá phổi thế, nhưng mà điều trị lao thì nó lại không có đáp ứng. Như vậy trong trường hợp này, nếu trên đối tượng mà nhiễm HIV mà chúng ta sử dụng phương pháp xoay kính thì nó trả lời chúng ta là AB dương tính, thì điều này nó chưa chắc, bởi vì sẽ có những trường hợp lá phổi AB dương tính trên đối tượng HIV mà chúng ta điều trị lại là không có thành công bằng các cái kháng sinh điều trị lao. Xét nghiệm bằng nuôi cấy thì lúc này nó sẽ không trả lời đó là vi khuẩn lao nữa, mà trả lời là trực khuẩn không điển hình, tức là việc tắt chữ MA đó, xem tài liệu sẽ biết. Như vậy thì trong cái thời đại mà tình hình HIV nó phổ biến thì vấn đề chẩn đoán bằng phương pháp xoay kính nó bị giới hạn. Rất cần định danh vi khuẩn, phải biết rõ đó là vi khuẩn lao hay là một loại vi khuẩn Mycobacterium khác. Như vậy thì ý đó rất là quan trọng. Ý thứ hai là khi mà đã không định danh vi khuẩn được, chỉ có trả lời là trực khuẩn kháng axit thôi, thì chúng ta sẽ không biết được vi khuẩn đó có kháng thuốc hay không. Có nghĩa là chúng ta không làm được kháng sinh đồ trong trường hợp này, và chúng ta sẽ không biết điều đó. Như vậy thì cái ý thứ ba em đề cập đến đó là rất nhiều cái yếu tố tác động nó làm cho cái phương pháp này bị phụ thuộc. Chứ em thấy rằng là thường cái số mẫu thử mà người ta làm trong trường hợp này á, là cái số mẫu thử phải lớn hơn 1, không bao giờ là 1. Thì trong chương trình á, thì họ lại yêu cầu chúng ta mỗi lần để khám mình là chúng ta phải thử 2 mẫu đơm, và 2 mẫu đơm này là phải tối thiểu cách ra 2 giờ. Như vậy thì một cái phương pháp mà cái yếu tố tác động của nó đến kết quả rất là nhiều, thì không bao giờ chúng ta thử về một mẫu mà phải thử càng nhiều mẫu càng tốt. Trong chương trình thì họ sẽ quy định chúng ta là khi khám bệnh là phải thử 2 mẫu trở lên. Em nói giải thích cho thầy vì sao 2 mẫu là tối thiểu, thời gian phải cách xa ra là
2 giờ, có nghĩa là mùng 1 chúng ta thử vào lúc 8 giờ thì hẹn người bệnh 10 giờ đến thử với mùng 2. Em đã giải thích được không ạ? Có em đã giải thích được không? À, dạ thưa thầy ạ, theo em đó là do cái số lượng của vi khuẩn lao thay đổi tùy theo vị trí tổn thương với lại thời điểm trong ngày nên mình sẽ thực hiện hai mẫu cách nhau 2 giờ. Em trả lời như thế cũng tốt nhưng mà rõ hơn một chút nữa đi. À, dạ thầy, em mới nghĩ ra nữa thế này. Các thầy hỏi em thế này ấy. Dạ. Chúng ta sẽ nghiệm thêm vi khuẩn ở trong đơn phải không? Dạ, mình sẽ tiến hành xét nghiệm vi khuẩn trong trường hợp mà bệnh nhân có không? Bệnh phẩm là đơm á, đúng chưa? Dạ. Nhưng mà vi khuẩn nó có ở đâu em ạ? Luôn luôn có ở đâu trong cơ thể người bệnh? À, trong đường hô hấp của người bệnh thì luôn luôn có vi khuẩn. Có ở đâu? Có ở vị trí tổn thương ạ. Đúng rồi, vị trí tổn thương. Vị trí tổn thương luôn luôn có vi khuẩn. Ví dụ ở hang thì hang em ấy thì hang đó nó sẽ chứa vi khuẩn đúng không? Dạ. Như vậy thì vi khuẩn nó thường xuyên là có mặt ở trong các tổn thương. Nó có thường xuyên có mặt ở trong đơm đấy. Dạ không ạ. À không. Và đó là câu trả lời em ấy đúng không? Dạ. Vậy thì rõ ràng là khi nào vi khuẩn nó đi ra hòa lẫn vào các chất tiết để chúng ta xét nghiệm đơm thì lúc đó chúng ta mới tìm được vi khuẩn. Và cái việc từ trong tổn thương vi khuẩn đi ra không liên tục trong ngày thì nếu đã thấy rằng là khi chúng ta xét nghiệm hai mẫu đơm vào hai thời điểm thì xác suất sẽ tốt hơn. Và chúng ta lấy hai mẫu hai tiếng là đủ để cho người bệnh buổi sáng đi khám. Trước đây thì người ta thường là xét nghiệm 3 mẫu. Mẫu 1 là khi người bệnh đến khám. Sau đó người bệnh được xét nghiệm một lần thứ hai, tức là mẫu 2 là mẫu đơm người bệnh khạc vào sáng hôm sau. Người bệnh đem cái mẫu 2 đến thì sẽ xét nghiệm mẫu 3, tức là người bệnh khạc tại chỗ mẫu 3. Như vậy có 2 mẫu tại chỗ mẫu 1 và mẫu 3 và cái mẫu đơm là buổi sáng thức dậy người bệnh khạc. Thì đặt câu hỏi thì mẫu đơm số 2 tức là mẫu đơm khạc vào sáng hôm sau thì cái khả năng tìm vi khuẩn nó sẽ cao hơn so với mẫu mà khạc tại chỗ. Vì sao như thế? Dạ thưa thầy, là mình phải sử dụng cái mẫu đơm khạc vào sáng ngày hôm sau tại vì bây giờ đơm đơm động lại sau một đêm nên là xác suất sẽ có mặt của vi khuẩn cao hơn ạ. Như vậy thì cái đơm mà chúng ta khạc vào buổi sáng là không phải là một thời điểm mà đơm đó đồng cả một đêm, do đó thì cái xác suất tiêm vi khuẩn nó rất cao. Nhưng mà nếu chúng ta áp dụng giống như trước đây thì nó sẽ gây phiền hà cho người bệnh, bởi vì người bệnh đến và sau đó người bệnh lại là được đưa về ngày hôm sau rồi là đem đêm đem bệnh phẩm đến thì người bệnh nó sẽ rất là cảm thấy rằng đôi lúc họ đi lại nhiều lần quá nên là không phù hợp trong chẩn đoán cộng đồng. Do đó thì hiện nay họ lại đưa ra chúng ta là để cho người bệnh khám vào một buổi sáng thôi thì nên là xét nghiệm hai mẫu, và hai mẫu đó cũng có chất lượng thì phải, cái đầu tiên là phải hướng dẫn người bệnh là cách lấy đơm cho nó tốt, lấy đơm đúng là đơm chứ không phải là cả cái chất tiết phế quản. Thứ hai là chúng ta phải có hai thời điểm xét nghiệm cho nó, xác suất tìm thấy nó sẽ tốt hơn và nó phù hợp cho người bệnh đi khám vào một buổi sáng. Chúng ta có một cái phương pháp
tiêm vi khuẩn thứ hai hiện nay cũng là đang áp dụng rất là rộng rãi, đó là Isbert. Em nào có thể nói cho thầy lợi ích của cái Isbert này trong chẩn đoán bệnh lao phổi hiện nay? Thầy, là kỹ thuật là gen expert, là nó là kỹ thuật sinh học phân tử thì nó sẽ định danh được vi khuẩn, và thứ hai nó là nó sẽ phát hiện được nó là chủng vi khuẩn lao này là lao kháng với là rifampicin hay không. Dạ, em xin. Và em đã trả lời câu này tốt hơn không? Dạ thưa thầy, em bổ sung thêm là kỹ thuật này thì có độ nhạy cao hơn và kết quả xét nghiệm thời gian là cho kết quả nhanh hơn so với thông thường nữa. Có em nào trả lời tốt hơn nữa không? Dạ. Em xin trả lời thêm đó là xét nghiệm này có thể cho kết quả trong vòng 2 giờ và một lần thì có thể làm 2 mẫu bệnh phẩm. Xong chưa em? Dạ, hết rồi ạ. À rồi, thôi thầy sẽ nói. Như vậy thì một trong những vấn đề hiện nay là chúng ta cần phải định danh vi khuẩn. Đúng không em nè? Phải biết chắc chắn cái một bệnh phẩm mà chúng ta làm đó, trong đó có là vi khuẩn lao. Vì phương pháp xoay kính thì nó không trả lời định danh vi khuẩn được. Trong thời đại HIV thì rất cần định danh vi khuẩn. Cái thứ hai là chúng ta biết rằng vi khuẩn lao hiện nay nó lại là xuất hiện tình trạng đột biến kháng với là thuốc. Một trong những cái kháng rất quan trọng đó là đa kháng. Em nào có thể cho thầy biết thế nào gọi là đa kháng? Dạ thứ hai là lao đa kháng được đánh giá là lao kháng với đồng thời hai loại thuốc isoniazid và rifampicin. À, rồi cảm ơn em. Như vậy thì đa kháng có nghĩa là bắt buộc việc kháng đồng thời với rifampicin và isoniazid. Nhưng mà em lưu ý này một điều này, thì expert đó nó trả lời định danh vi khuẩn là bởi vì qua phân tích cái gen của vi khuẩn cho nên là sẽ định danh được vi khuẩn. Nó biết được vi khuẩn có kháng thuốc hay không là qua phân tích sự đột biến của cái gen liên quan đến rifampicin. Như vậy thì đối với phương pháp mà expert này, nó trả lời cái đầu tiên là định danh vi khuẩn, cái thứ hai nó cho biết là vi khuẩn đó có đột biến gen kháng với rifampicin hay không. Như vậy thì nó chỉ làm về một thuốc mà thôi, rifampicin. Như vậy thì trong thực hành thì người ta sẽ thấy thế này này. Nếu một cái trường hợp mà một người bệnh mà có cái expert dương tính và có kết luận kháng với rifampicin thì người ta có thể kết luận là đây là trường hợp đa kháng. Vì sao như thế? Theo định nghĩa đa kháng là phải kháng đồng thời với rifampicin và isoniazid. Thì trên nguyên tắc là chúng ta phải biết nó kháng cả hai thuốc thì mới kết luận là đa kháng. Nhưng trong vấn đề triển khai của expert thì người ta chỉ triển khai để cho một cái kết quả là có hay không có kháng rifampicin. Nhưng mà cuối cùng người ta lại kết luận rằng nếu có kháng rifampicin thì người ta kết luận trường hợp đây là đa kháng. Vì sao như thế? Em đã trả lời đi. Dạ, thầy, em sẽ trả lời là vì trong thực tế thì khi mà một bệnh nhân phát hiện ra đã đề kháng với thuốc rifampicin thì hơn 90% thì bệnh nhân đó kháng luôn cả isoniazid, cho nên là thực tế lâm sàng thì khi người ta phát hiện ra kháng được rifampicin thì họ kết luận luôn là lao đa kháng ạ. À, như vậy thì em thấy rằng lao cái isoniazid họ dựa vào là kỳ nghiên cứu. Dạ vâng. Đúng không? Dạ vâng. Và cái nghiên cứu là khi có kháng rifampicin thì nó lại kháng với isoniazid tỷ lệ rất là cao, cho nên là trong cái triển khai, trong cái chẩn đoán mà của cộng đồng
tức là phải đơn giản hóa vấn đề đi, người ta sẽ làm với rifampicin thôi. Còn isoniazid thì người ta dựa vào các cái điều tra nghiên cứu trong nước thì thấy tỷ lệ có kháng cao isoniazid, do đó thì khi có kháng rifampicin thì